Rồi đó. Alo, alo, alo. Rồi nói đi, được rồi. Alo. Rồi chứ nghe rồi. Cứ đọc đi cho nó alo. sớm nào tốt đấy. Đọc đi, đọc. À, cứ làm đọc đi. Alo, alo. Người tạo nghiệp, người tạo nghiệp bị vào hầm nhân quả 10 tỷ năm. Nếu người này phát hiện ra biết mình bị vào hầm, sắp sửa vào hầm 10 tỷ năm, nếu người này biết sám hối thì có quay lại được không ạ? Không có sám hối quay lại, không sám hối vậy. Cái đường này nó đẩy mình đi, mình mà ký chấp nhận quá nó triệt phá người ta, mà triệt phá mà đến cái mức mà nó có cái hiện tượng quay lại được, chứ để đường nó sụp ra khỏi. À, giống như cái hầm này giống như hầm bí mật, rớt xuống là không lên được, thấy rõ ràng quay đầu lại được. À, cỡ nào cũng được thì ở trên đây mình đừng có làm nữa thôi. Giống như mình đi, ta biết rằng sắp tới con sông, mình đứng đi thôi, nó lọt sông thì thôi ráng chịu, đừng cho lọt sông. Kiến cái cỡ nào cũng được nhưng đừng cho lọt sông. Nhưng mà thường thường cái này nó khó là cái giờ này nè, cái kiến chấp của người ta nó không buông được, tưởng mình nó vậy là giỏi đó. Khi mà nó sụp rồi thơ đó sẽ hay, thì tao cảnh báo cho mình biết vậy thôi. Chứ thiền tông, tu thiền tông giống như tu bay trên không à. Nha, ở đây mình đi chấp té không sao, bay không mà rủi nó xếp cánh lại cái đầu rớt cái lầm rồi thua. Cách nào giống như máy bay mà nói, giống như máy bay nó rớt thì đừng có cậu vậy đấy, không có sám hối gì đấy. Bởi vì thiền tông ra nó ra đời đó là nó chuẩn được toàn bộ cái hệ thống Phật giáo mà. Bây giờ tại sao ông Thích Ca là ông làm cái chuyện này? Ông biết đời mạt pháp, môn đồ ông thích tiền, danh lợi, địa vị, chửi người ta. Chửi cái thiền tông này, khi thiền tông ra đời chửi khủng khiếp lắm chứ mấy đâu. Thì ông cảnh cáo cho môn đồ cũng vậy thôi. Còn nếu mà ngon thì đi tới, không đi thôi. Hậu quả như thế nào sẽ biết. Đây là cái quy luật của ông. Bởi vì tại sao là mấy ngàn năm trước ông biết chắc chắn là nó sẽ xảy ra chuyện này. Thành ra ông cảnh báo vậy thôi. Bây giờ nó hỏi nè, thế giới vật lý này mình tu vật lý thì nó thành tựu vật lý. Mặc tình năm pháp môn đầu, nó có cái pháp môn 37 pháp quán đó. Anh muốn quán cỡ nào thì 37 pháp đó, muốn quán cỡ nào quán, nó cho đi kết quả hết. Nghe không? Giống như 37 pháp quán gì, quán từ bi đi, ngồi từ bi. Ngồi từ bi sau cùng là thành gì? Thành tổ sư Bồ Đề đó. Ngồi từ bi đi, thương người ta rồi có nhiều tiền móc túi đưa người ta hết đi. Rồi giờ xong rồi cái bán quần bán áo hết đi, rồi về bán nhà luôn, rồi ra gốc cây Bồ Đề ngồi. Buồn quá là chết luôn ra đó. Nó quán từ bi là quán vậy đó. Thế giới vật lý mà. Nó chỉ cho mình tu sau cùng thành tổ sư Bồ Đề ngồi, không tổ sư Bồ Đề thì tổ sư cây xoài, cây mít gì đó. Nó 37 pháp quán cho mấy xỉu thừa. Bây giờ đó người ta chỉ cho cái thế giới vật lý nó là vậy. Tại sao Đức Phật phải đưa ra cái hình ảnh của người mù đại voi, năm người mù đại voi? Năm người mù tất nhiên là tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú, đó là mù. Còn cái ông đứng mà chắp tay sau lưng đó là cái ông thiền tông đó. Ông nhìn thấy, ông biết hết, rồi mấy ông mù nói gì nói. Cái này hình ảnh rõ ràng, Đức Phật đã trước khi nói về thiền tông này, ông mới vẽ năm người mù đại voi. Còn mà cái mà cái bằng tu mà để thành này kia nó là tu giống như con trâu, tu từ đen lên trắng, trắng thành con trâu. Con trâu cũng là con trâu trắng, trâu đen, tao con người mình tu. Con người phàm phu mình tu trở thành một thánh ở đây. Thánh là gì? Thì cũng là đâu có giải thoát được. Thánh ở đây chứ không có thánh. Ở bên Phật giới không có thánh, mà trên trời không thánh. Trên trời chỉ có tiên và trời.
tu thành tiên thì trời, nhưng mà nó cũng còn quay. Còn thánh ở đây thì thôi còn chết nữa. Nó thành là mình phải hiểu cái quy luật này. Vì thế mà Thiền Tông nó ra đời để nó nói rõ từng chi ly đi. Thế giới này không có, nếu anh muốn giải thoát thì đi bằng công thức về. Còn không muốn giải thoát thì anh tu. Anh tu để thành cái gì? Ba, nó 37 pháp quán nãy tôi nói, từ bi tu cái thành tổ sư bồ, tổ sư ngồi gốc xoài. Còn nếu vô câu bồ đề, ta gọi là tổ sư bồ đề. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Trương Thế Hiền ở Đắk Nông hỏi: những người ở tần số 7, 8, 9 cần phải học tập những gì để tần số của người này được lên tần số 10 để tu pháp môn Thiền Tông ạ? Không học cái gì đâu, cái này không có học được. Vô thế giới vật lý không có học. Mà bây giờ Thiền Tông nó ra đời, anh cần không cần làm gì hết. Anh làm sao mà tạo được công đức, giống như là cái bong bóng nó nặng quá, anh làm sao xả bớt cho nó nổi lên vậy thôi. Không có học, không có học bất cứ làm. Có nghĩa là anh muốn tạo sao cái bong bóng này nó đi dương lên, nó tự động nó rơn, bằng cách anh tạo công đức. Tạo công đức tự động ra rồi, giống như bong bóng nó nặng. Bây giờ anh làm sao? Anh làm sao bơm cái không khí vô để cho nó nhẹ, nó trồi lên. Mà nó trồi lên được khỏi mặt nước thì mới thấy được dương, thì khúc đó mình mới hiểu. Còn nằm ở dưới con mắt mình mà dưới mặt nước không được. Đây là nó Đức Phật dạy là quy luật vật lý. Không bất cứ không sám hối, không tu bất cứ gì, mà ta chỉ công thức cho mình làm. Mình bây giờ giống như cái bong bóng nhẹ quá nó bay trên trời, ha, nhẹ nặng quá nó rớt xuống đất. Còn không nặng không nhẹ nó trong âm dương này không được, không giữ nó được, nó phải đẩy ra ngoài. Có vậy thôi. Luật quy luật nhân quả ở trên đó, vô đây không có anh không có tu. Anh tu là anh dính cứng đó, dính cứng anh tu là cái gì? 37 pháp quán đó, quán tu của tiểu thừa đó. Bây giờ tại sao có nhiều người mà tu á, các ông tôi không nói ông nào, nhưng mà ông nói dẹp vọng tưởng. Vọng tưởng là cái gì mà dẹp? Vọng tưởng giống như cái sóng biển ở biển á, làm sao dẹp người ta? Bởi vì khi mà anh tu mà dẹp vọng tưởng nó có cái nguy hiểm vậy nè. Sóng biển thì nó đẩy, còn mình nắm kéo lại sao? Mình ngồi tu riết mình bát thân bất tội luôn. Bởi hai cái quy luật mà nó kéo nó không có cho. Bởi vì thế giới vật lý mình phải hiểu. Vô Thiền Tông phải học bằng công thức của người khoa học. Mình sống ở đây phóng bằng khoa học. Trái đất này bây giờ Đức Phật ra đời này và không có tu. Anh muốn tu nó dính ở trong này, tu nó thành cái gì trong này nè. Còn muốn giải thoát nó tu, tìm cách đi ra. Mà bây giờ công thức đi ra là công thức trở về Phật giới. Mà đường về Phật giới, vật tư chính là công đức. Làm sao tạo công đức? Còn anh mà ở tần số thấp cỡ nào, anh hiểu cái này, anh không đừng có suy nghĩ ấy. Nhưng mà nên nhớ nè, vô bỏ cái tưởng đi, rồi cái tạo công đức từ từ vô tình tạo đi, rồi từ từ nó phát ra. Nó tự động, cái này nó tự động theo quy luật vật lý. Chứ trong cái này không có sám hối, không cầu xin ai nha. Giờ hỏi chứ sám hối ai giờ? Không lẽ mình sám mình? Mình hiểu thì dùng cái tư tưởng của mình á, thì mình làm cái này. Bây giờ bởi vì người ta biểu mình làm. Tại sao ngày xưa đó ông Xá Lợi Phất á, ông giàu, người ta xin tiền ông làm từ thiện, làm ông cho hết á. Nhưng mà trong đó nó có cái tạo công đức, ông không hiểu, rồi tự động nó có vậy thôi. Chứ trong này hoàn toàn bỏ cái tưởng và thời, bây giờ tìm được cái công thức của nó. Cứ hiểu là bây giờ làm sao mình âm quá, làm sao cho nó nổi lên. Cầu ai giờ? Ông thần đâu có làm được đâu. Không lẽ ông Phật không làm được, nó chỉ cái công thức cho làm mà không làm thôi. Chứ là cầu cái gì? Vô trong này tuyệt đối không cầu. Bởi vì nãy tôi có đọc là chùa Thiền Tông không kháo, không cúng, không cầu, không lại, còn không cúng Phật, không có lại ổng nữa. Ổng nói giờ nếu mà học hiểu ổng, cảm ơn ổng là tốt. Ổng chỉ cái công thức mà, chứ lại ổng đâu làm gì. Ổng bên kia làm sao ổng giúp mình. Ổng biểu mình ăn mà mình không ăn thôi. Mình ăn mình no, còn không ăn là lại ổng hơn, bắt công. Ổng biểu đừng có làm chuyện vô ích. Thế giới này phải hiểu quy tắc vật lý, rồi nó cuốn theo quy luật này. Muốn đi ra, ổng chỉ con đường cho đi ra, có vậy thôi. Bởi vì nó sai làm mấy người là cầu xin cúng tụng đại lộc, có sai chỗ này. Thành ra chùa Thiền Tông Tân Diệu ra đời để làm gì? Để nói rõ rằng cái này, chứ không có gì khác hết ở trên á. Rồi hỏi tiếp đi. Con theo pháp môn Thiền Tông, nếu con ngồi thiền để trị bệnh có ảnh hưởng gì không ạ? Không, trị bệnh cái đó là vật lý. Nhưng nếu là ngồi thiền nó là gì? Cái bệnh mà ngồi thiền đó, nó trị bệnh được là do cái hơi thở. Có nghĩa là mình, thí dụ mình bệnh phổi bệnh gan, mình thở tất cả như bệnh gan đi,
không? Mình thở mình ép cái gan nó bay ra. Bởi có nó trong cái bài mà tu mà để kêu bằng trị bệnh đó, ví dụ cái bệnh cái gan hoặc cái phổi thì ép cái phổi cho nó ra không khí ra, nhưng mà nên nhớ một điều, phải ngồi không khí trong lành để nó bốc cái hơi. Trong thường thường người ta bị bệnh phổi á, là trong cái hốc phổi nó bị đen, nó bị cái không khí dơ tổng vậy đó, riết thôi. Nhưng mà nên nhớ bây giờ đó, cái ngồi thiền á thì cũng được, nhưng mà thôi bây giờ á, ông khoa học nó nói là mua ba cái loại thuốc mà bổ phổi uống hết, phổi bổ gan bổ tỳ với thận, nó có từ đó thì mình mua uống cho rồi ngồi chi cho nó mệt. Nghe, đi chơi ngồi chi cho là bài đặt ngồi nó nguy hiểm một cái là cái ông kia nhào vô, rồi sao đây, rồi sao ông nhậu nó tao này kia nữa chết. Bởi thế giới này là thế giới nguy hiểm lắm, mình làm cái gì nó bị mấy ông thánh ông gạt mình. Bây giờ anh bệnh gì nói nghe coi, bệnh phổi dễ ợt nó trị rất dễ, bệnh gan chỉ có ung thư á là di trùng, nhưng mà bây giờ nó còn đã nó xạ trị nó kéo thẳng vô được á. Ở đâu ngồi thiền là nó làm mình vô, mình ngồi thiền nó làm rồi thấy chỗ đó tưởng nó linh thôi, mất công để cái thời giờ mình ngồi đó một giờ lao động ngoài bao nhiêu tiền mình đi lao động đi mua thuốc uống, bây giờ xí nghiệp nó trả cái mấy chục ngàn đồng giờ mà ông chịu đi làm ở đơn chuyện ngầu cho nó mệt đi chơi. Nha, chính cái đi chơi nó thư thái, nó còn khỏe hơn, đừng có tính toán vậy đó, nó hết bệnh. Có tiền uống thuốc đi chơi thoải mái dễ hơn, thôi ngồi cho nó mệt 24 tiếng hồ cho nó mệt để làm cái chuyện, rồi nó lầm lạc nữa, rồi mấy ông kia nhào vô nữa, rồi lúc đó nó ta này tư, rồi bắt đầu vỗ ngực xương tên rồi chết nhắc thôi. Dẹp thiền tông đừng có làm cái này, mình phải bằng trí tuệ. Hiện giờ mình là đầu óc khoa học rồi, chứ không phải đồ đồng như mấy ngàn năm trước ngồi đó nghe lại cái ông Trí Khải đại sư ngồi đó thở. Hồi đó ông có thuốc phổi không, có ông mới sử dụng cho trị cái thuốc phổi này, chứ giờ xin lỗi thuốc phổi chích ba cái nó hết tội rồi, giờ có bệnh phổi trị rất dễ đâu gì hết đâu. Mấy ông đi cần chi, phổi là do con di trùng cốc, nhớ nó vô trong bây giờ có thuốc giờ nó bơm vô ba cái về di trùng cốc chết luôn hết rồi còn cái gì thôi. Rồi bây giờ mình có thể là ở ngày đó mình hít thở cho mạnh văng ra không cái không khí dơ thôi, mình phải hiểu cái nguyên tắc nó chết đỡ ngồi thiền trị bệnh nghe nó mệt đó. Rồi nó làm để rồi mất công thì giờ đó để ngày đó mình làm chuyện khác, ngồi không là tức mình ngồi mình giết cái thời giờ quý báu của mình á. Rồi bắt đầu rồi tưởng là ngồi thiền tôi bảo đảm thầy sẽ tưởng thôi đi sai rồi hết tiếp đi. Tại sao khi con đọc sách Thiền Tông lại nghe có tiếng chửi bên tai? Mấy ông cô hồn chửi ra đâu. Cái cô hồn đó như là cái này nó không chịu nổi. Bây giờ trong mình nó âm rồi. Ha. Bây giờ cho chửi đi. Cho chửi thoải mái luôn. Đọc vài bữa hết chửi. Bởi vì cái này khi mà mình đọc rồi ở ngoài nó cái nhiều cái tác động lắm. Chứ mà tôi nói thiệt, từ khi tôi vừa nói cái gì này, nó làm tôi dữ dội lắm. Tôi ngồi tôi cười không. Thôi nó bỏ đi, giống như mà ví dụ nít nè, nó làm ra gì nó gây nó chửi thì kệ nó chửi lần thôi, nó bỏ đi không lẽ chửi riết mỏi miệng đi. Mình hiểu cái thế giới này, bởi vì xưa giờ mình đưa nó vô rồi bây giờ đưa này vô nó không chịu, nó quậy mình liền á, nghe không? Thành ra mình hiểu bây giờ Thiền Tông nó, bởi vì cái hữu hình là ai, vô hình là ai, cái loại nào ở trong không gian này. Chứ tôi xin lỗi hồi mà tôi vừa tôi khai cái này, tôi nói chuyện là mấy ông thầy cũng không dám nằm ở đây, không dám nằm luôn á. Nó đưa ổng vừa nằm nó đưa giống ổng chạy. Tôi nói mày đưa thoải mái thì tao cũng đang cần người đưa. Rồi nó bỏ đi. Rồi ở tiếp đi. Vị tên Ly ở thành phố Hồ Chí Minh có hỏi như sau: người theo pháp môn Thiền Tông thì có hai con đường để đi, một là về Phật giới, hai là vào hầm 10 tỷ năm. Vậy những việc làm cụ thể nào mà lại bị rơi vào hầm 10 tỷ năm? Cái hầm tỷ năm không phải vô dễ đâu. Là cái kiến chấp triệt phá cái Thiền Tông này bị đó. Cái kiến chấp và triệt phá cái này. Còn anh chửi không sao đâu. Chửi xuống 18 tầng Địa Ngục có đứng lại. Bởi vì cái lực nặng mà anh phải triệt phá này, nó phá vỡ được cái tầng 18 nó mới đi qua được. Tôi nói cho biết vậy đó.
Giống như tôi nói là giống như ông Nhật Từ đó, ông đi tới nữa thì ông coi chừng. Tôi nói thật rõ ràng, ông Thanh Từ, ông Nhật Từ, Phước Tiến mà đi tới nữa đi, thì nó qua cái hầm 19 đó, rồi bắt đầu nó đi vào cái thế giới 10 tỷ đó. Còn tất cả những người này chê không thua gì. Tôi nói thẳng trong Nhật Từ đó, đây là có bằng tiến sĩ mà kiến chấp quá nặng, mà nó triệt phá khủng khiếp lắm. Đó tôi biết đó, tôi bảo cho ông biết, bảo đi cho biết đó. Ông đi đó, bước đi đi, đi. Tôi báo cho ông biết vậy thôi, chứ không phải tôi trù ông, cái đó là sự thật. Tôi nói cho ông biết vậy đó. Bởi vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là chửi Đức Phật tội không bằng khinh chê này. Còn tất cả đây xin lỗi, không thua gì, cao thế. Nó không tới từ 18 đâu, tới 12 nó đứng lại. Bởi vì anh muốn qua cái hầm 10 tới năm, phải qua cái hầm 18, rồi đi qua cái 19, nó có cái, còn có cái tự động á. Dưới, ở trên này nó bằng nhôm, ở dưới nó bằng sắt, mà sắt dày. Nó bật một cái là thua luôn. Nó chứ không phải đâu. Bởi vì trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật có nói rõ ràng mà. Người chửi Đức Phật tội không bằng khinh chê thì đồng, khi công bố quyền ký ra. Mà tôi biết là tôi chỉ thẳng mặt luôn á. Thấy không? Đó thì tôi nói cho biết, nhưng mà ông chưa hợp đâu. Nhưng mà là ông tiếp tục đi. Tôi nói cho ông biết thì tôi chỉ có bộ phận tôi giúp ông thôi. Tôi nói rõ ràng á, còn ông gan thì cứ đi. Ông gan thì cứ chửi liên tục, không lại rầy ông ra. Không cái này có chuyện, ông Phật ông giết ra mấy ngàn năm trước, ông nói thẳng mà ông nói rõ ràng chứ không phải là không nói. Thì làm sao mà ấy được. Duy nhất chỉ mấy người này mới lọt vào cái hầm này thôi. Còn ở đây không thua rồi, cao lắm, 11, 12 tầng thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp. Có lần con nghe bác nói, người chết đắp vải vàng thì thành con bò, vải đen thành con trâu. Vậy người theo Pháp Môn Thiền Tông khi chết nên đắp vải gì? Cái con bò con trâu này, anh á mà anh mặc cái đồ vàng mà anh đi lừa người ta đó, cái nhân quả đó. Anh mặc đồ đen mà anh lừa người ta đó, đó là cái nhân quả tại thế đó. Đó tôi nói thật đó là ông đã đóng vai trò một người mà mang mặc cái đồ vàng mà ông đi lừa người ta thì trả nhân quả bằng cái đó đó. Ông đã đóng vai trò một ông nào mặc đồ đen, tôi không biết cái nghề nào tôi biết, mà tôi dùng cái áo đen tôi lừa người ta thành con trâu trả nợ, dùng áo trắng thành con trâu trắng con trâu vậy đó. Có nghĩa là súc sanh. Thế giới vật lý này, anh mặc cái gì anh lừa người ta thì anh trở thành cái đó, gọi là nhân quả. Nhân quả 100%. Đó tôi nói thật rõ ràng chứ không có đây. Cái đây là ông Phật nói chứ không phải tôi nói, mà tôi lặp lại cho nghe thôi. Đó, rồi tiếp đi. Kiếm tiền từ Thiền Tông có bị vào hầm 10 tỷ năm hay không? Không. Có nghĩa là triệt phá Thiền Tông mới vô thôi. Còn cái kiếm tiền Thiền Tông là trả nhân quả. Nghe không? Nó nhân quả theo quy luật vật lý thôi. Duy nhất chỉ triệt phá Thiền Tông mới bị cái này. Bây giờ Thiền Tông công bố ra là tôi phải nói, hỏi tôi phải nói. Chứ không hỏi tôi không nói. Mà tôi, ai ấy tôi chỉ đích danh luôn. Chứ bây giờ nếu mà không tin thì cứ làm đi, thì sẽ biết. Nha. Bởi vì mình đã trong con đường người ta biết mình chạy rất nhanh rồi, mà thời gian nó không còn xa. Còn anh chạy mà anh nói từ từ thì không sao. Còn nếu ông gán thì đó, ông Phật nói cho mấy tôi. Mà trong kinh lưu lại đàng hoàng, trong kinh Diệu Pháp Liên Quan lưu lại đàng hoàng. Mà tôi có ghi trong này đây. Tội chửi Đức Phật không bằng tội khinh chê Thiền Tông. Mà ai bây giờ ai khinh chê? Trong này nó có bốn người này. Một nè, ông Nhật Từ, ông Phước Tiến, ông Lệ Thọ và cô Yến. Tôi đích, nói đích danh luôn đó. Cái đó tôi cảnh báo cho biết. Tôi nói con đường nó chạy vậy đó, coi chừng nó xuống hầm á. Thế không thì không tin thì cứ đi. Nghe không? Rồi xuống đó là biết. Có vậy thôi, chứ tôi cũng đâu tôi có lực gì mà tôi biết. Vì tôi có nhiệm vụ công bố ra thì tôi phải báo chứ, là tôi có cái bản chỉ á. Xuống hầm á, bạn là đường xuống hầm cái chạy. Nó không tin thì cái chạy. Vì sao chạy xuống ráng chịu với tôi đó. Có nghĩa là con đường bị cấm. Tôi chỉ cho biết đường đi đó là đường nó bị cấm. Tôi nói xạo rồi thì cứ đi. Tôi có lợi gì tôi đâu. Tại hỏi tôi nói. Mà tại sao cái Thiền Tông này nó ra đời bằng luật pháp và sách vở mà được nhà nước cho công bố ra
chính quyền cho công bố ra. Tôi đâu có nói láo đâu. Nếu mà tôi nói không đúng thì tại sao người trí thức người ta đồng ý? VTV nó làm một cả một cuộn phim về dòng chảy mạch nguồn Thiền Tông. Bây giờ nếu không có thì tại sao ông dòng Thiền Tông mình có ba ông tổ? Ông đó là ông gì? Không lẽ ông tu cái gì? Đó là nhà xuất bản cho xuất bản 36 vị tổ Thiền Tông Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam thì nó phải có chứ. Rồi giờ nó không có là tại sao ông Thanh Từ ông cũng là 33 vị tổ Ấn Hoa, nó không có, tại sao không có? Rồi bây giờ chửi nó không có là sao? Rồi hỏi với kinh Diệu Pháp Liên Hoa viết cái gì? Đầu tiên Đức Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là chỉ cho con người tri là biết, kiến là thấy, thấy bằng tánh biết. Mà đầu tiên ông Mahajip thấy bằng tánh kiến mới ngộ đạo, thì mới mở ra một cái truyền thiền và cái dòng Thiền Tông đi. Mở cửa truyền thiền ông Đức Phật đầu tiên là người truyền thiền là Thủy Tổ Thiền Tông. Đến tổ thứ 36 chấm dứt nguồn Thiền Tông, rồi từ đó mới đưa cho qua cái hệ thống âm thầm để mà đến Long Nữ công bố ra. Mà muốn Long Nữ công bố ra thì ông đã gửi trước rồi. Ông đã trước cái dòng thiền rồi, lúc ông 24 tuổi ông đã đi gửi rồi, ông biết dòng Thiền Tông đi đâu. Giống như ông muốn làm con đường thì ông phải đi con đường trước, ông vẽ bản đồ trước, ở cái này nó sẽ tới đây. Đó là như vậy, mà đây rõ ràng lịch sử nó đã viết. Nếu không có thì tại sao ông vua tu? Ông vua, ông Trần Nhân Tông cũng đâu có điên đâu. Suy nghĩ ông Trần Nhân Tông tu gì, không lẽ ông bỏ ngày già ông lên trển ông xin xăm. ông bỏ ngày già ông lên trển ông bói quẻ. Nói chuyện làm bậy là bà không hiểu. Rồi cái ông Lệ Thọ ông nói là Thiền Tông có. Chứ không? Rồi ông nói Thiền Tông của Ma Dương. Trời ơi, môn đồ của Đức Phật mà chửi Đức Phật. Bởi vì ông Phật có nhờ tôi nói lại mấy đó nó coi chừng đó, con làm ơn con cảnh cáo giùm, làm tổ đi, làm sư đi, làm thầy đi, thì tôi có muốn tôi nói thôi, còn không tin thôi. Còn bây giờ chứ bây giờ đạo Phật ra tu ra đời giác ngộ là gì? Giác ngộ là hiểu biết, có ai dạy không? Suốt tôi á, từ mấy chục năm nay có ai dạy chữ giác ngộ là gì? Giải mã có hai chữ giác ngộ mà không hiểu được, mà để dạy cái gì? Rồi đi Đông, đi Tây, đi Tàu, đi Mỹ hỏi vậy, họ đạo Phật tin qua nhân loại hỏi dạy gì cúng không à? Rồi qua bên nói tàu lao kiếm tiền về thôi, qua Mỹ kiếm đô, rồi đô Mỹ, rồi qua Úc kiếm đô Úc, rồi qua Singapore kiếm được Singapore. Trời ơi, đạo Phật nó phải vậy. Đạo Phật là giác ngộ là hiểu biết, mà không hiểu biết là đi nói tầm bậy là bạ, rồi đi chửi ông Phật đó. Rồi nói ông Phật như ông Nhật Từ, ông nói ông Phật không biết đem tới Phật ra tu. Tôi là bổn phận là tôi đệ tử ông, tôi phải nhắc nhở vậy thôi. Tính Phật của mình chân như mà tu cái gì? Rồi ông Thích Nhật Từ ông nói là ông ra truyền thiền không chuẩn. Trời, ông có biết truyền thiền đâu mà ông phê cái ông kia thơ sư phụ mà truyền thiền không chuẩn. Nói chuyện bởi vì cái gió đó, nhưng mà đó nó không có xuống hầm 10, không có hầm 10 tỷ nha. Nó đi có địa ngục thôi. Tới địa ngục đó ăn thua nặng nhẹ đó, thì cái đó là do ông thần thực thi nhân quả. Hồi đó mày chửi bao nhiêu, mày chửi 18 kg nó rớt tới đó đó. Còn mày chửi có 16 kg là ở cái tầng 16 thôi. Ông thần ông thực thi thôi chứ ông đâu có quyền lên xuống nữa. Mà 18 kg rớt tới 18 cái hầm 18. Có vậy thôi, luật nhân quả nó là vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Con nhiệt tình muốn giúp cho người khác hiểu về Thiền Tông, nhưng đôi lúc giải thích có bị sai lệch, vậy con có làm sao hay không? Cái sai lệch mà vô tình không sao. Có nghĩa là cái khả năng mình, là vì cái Thiền Tông này nó chưa có nói hết ra thì có thể là nó sai không sao. Còn mà mình cố tình này coi chừng. Thấy không? Đã biết vậy mà mình cố tình, thứ nhất đó là ham cái danh, coi chừng cái đó. Thiền Tông đừng có ham danh. Anh biết giúp ta được nhiều thì giúp. Giống như khả năng mình học chữ ở đây nè. Tôi khả năng lớp 10, tôi giải lớp 10 được. Chứ lớp 10 mà đưa lên lớp 12 giờ thì ông chết đáng chịu. Giống như mình lực ở đây, mình chạy xe 4 chỗ không sao. Mà chạy 4 chỗ mà trèo lên 16 chỗ nó đụng là ông chịu. Mình cố tình. Có nghĩa Thiền Tông
mình được quyền hết nhưng mà nhiệt tình, nhưng mà trong phạm vi của mình thôi, nó sai không sao, cái đó không sao. Trong cái quy luật nhân quả không ăn thua gì hết, trừ trường hợp mình cố tình thì mình coi chừng. Bởi vì Thiền Tông bây giờ nó ra đời để nói là tại làm sao Đức Phật dạy tinh hoa nhân loại mà tại sao môn đồ không ai tu, không ai tu thì nằm ở nhà đi, đừng có đến mà phá cái này, phá cái này thì nó cũng đi con đường 18 tầng chứ không đâu, nhưng mà đều nó qua được, nó nặng quá thì nó lủng với cái tầng 18, nó qua tầng 19 bắt đầu nó lan vô cái hầm đó ra. Nó nặng thì nó cũng đi bằng địa ngục đi xuống chứ không đi đường. Duy nhất trên thế giới này muốn đi vào hầm đó phải đi qua tầng địa ngục. Quá cái mức có nghĩa là địa ngục nó không chịu nổi rồi, nó phải mở, nó phá cái này ra rồi rớt xuống. Mà cái tầng đó nè, nó thiết kế, bởi vì nó thiết kế giữa hai cái lòng đất nhân quả và lòng đất chịu nhiệt. Nó vô giữa cái này, chết là chết cái chỗ đó. Còn đây lòng đất nhân quả, bởi vì nhân quả mà ở đâu nó cũng quay, nó liếc không quay rút lên. Nhân quả nó rút lên, còn xuống kia nó kẹt rồi. Nó kẹt là nó phải đợi cái trái đất rã ra thì nó mới ra được. Bể đó. Nó đi qua bên cái hầm đó phải đi bằng con hầm 18 tầng. Mà xuống nó nặng quá chịu nổi, bùng. Rớt qua đó là thua rồi. Nó tôi nói cho biết, bây giờ tôi hỏi tôi nói thật à. Thì bây giờ nếu ông Nhật Từ, ông Phước Tiến nghe đó thì muốn lợi tao chửi tiếp, đâu có sao. Tôi nói cho biết, tôi cấm giống như mà ở ngoài biển là cấm cái cờ đỏ vậy. Ra ngoài đó nó sụp một con, nó quay chết luôn á. Thì mà không xin, nó chạy ra đi, nó cuốn cho mà coi. Chứ đâu phải mình đâu có bằng tiến sĩ hoặc mình có cái chùa to rồi cái nhân quả tha mình đâu. Thế tôi nói hồi xưa mà vua, ông già có Diệu Thiện làm vua đó, xuống không, tha không. Hồi đó ông làm gì? Ông làm vua mặc áo vàng đó, giờ xuống làm bò vàng đó. vua ngày xưa là mặc đồ vàng không? Vậy giờ xuống làm bò vàng đó. Nhân quả tha ông không? Nhân quả thế giới này là không tha bất cứ ai. Thấy không? Chứ đừng có tưởng là mình ở đây mình giàu rồi mình học cao rồi mình khi này khi kia, không có đâu. Chết về cái nhân quả này. Thế giới này không, tất cả những gì ở trong này nó quét bằng nhân quả, không cách nào anh thoát ra được. Anh tưởng là tôi có 10 cái bằng tiến sĩ thì tôi học này kia rồi tôi chùa to, người ta lại tôi về cũng chết. Xin lỗi ông ngồi đó ông lại, cái ông mà ông không hiểu mà ngồi người ta lại, cái nhân quả nó gấp 10 lần. Ông là cái gì? Ông bởi vì khi mà ta truyền thiền anh là Phật nhân rồi đó, ai cũng biết mình có Phật nhân. Nhưng mà Phật nhân nó có đi hai con đường, nghe không? Chứ không phải Phật nhân tưởng nó mang cái thiền gia giỏi. Thiền nhân, Phật nhân biết công đức về Phật quả, không biết tạo công đức sao? Phật cô hồn. Bắt đầu kêu ông Phật thành cô hồn luôn á. Bởi vì khi mà truyền thiền rồi mà cái theo mơ mộng tưởng tượng vô cô hồn luôn. Rồi Phật cô hồn á. Phật nhân về Phật quả còn không phải vô Phật làm cô hồn. Đừng có mong mà đi vô trong cái dòng tộc đâu. Nếu vô đó là phải đi qua cái vô này cái khác. Giống như bây giờ nè, mình người dân á mình phạm pháp không sao, nhưng mà đi vô quân đội đi, xử bằng luật quân đội, vô công chức xử bằng luật công chức chứ không còn xử nhân dân nữa. Ví dụ anh làm dân thì nó sẽ xử theo bộ luật hình sự của dân, mà anh vô quân đội thì bị gì, sử dụng theo quân đội, kêu bằng kỷ luật quân đội. Thấy không? Rồi vô kỷ luật công chức thì anh công chức thuộc cái bộ nào thì bộ đó quản lý, nó xử theo anh cái đó, nó rõ ràng như vậy chứ không phải ai đâu. Còn đạo Phật cũng vậy, khi công bố quyền ký ra bởi rất rất dữ dội. Cái người công bố ra, đứng công bố phải có bổn phận mà nói cho người ta biết. Người ta giàu có hay người ta chuyện gì, nhưng mà có gì phải báo cho người ta biết, hỏi cho người ta biết rồi, để cho người ta biết. Còn tính thôi, chỉ là tôi có nhiệm vụ nói thôi. Chứ không phải Tiền Tông tự nhiên mà công bố ra đi. Cả một cái hệ thống, cả một cái hệ thống Phật giáo tại sao không dám nói tới cái chữ Tiền Tông. Mà tôi là con người là có gì đâu, trong người tôi mà cái nhà này xin lỗi á, cắt có trăm mấy chục triệu, thua cái cầu tiêu của mấy cái chùa to đó. Mà dám đứng cái chùa này, dám đứng công bố, kêu bằng tinh hoa nhân loại ra, phải nhờ giỡn đâu, nó có cái gì ta mới làm được. Mà có sự yểm trợ của chư Phật, có thần Chim Cang mới chứ. Trời ơi, nên nhớ rằng, khi mà công bố quyền ký rồi nó xáo trộn toàn bộ hết. Từ một tháng đến sáu tháng, cái chùa này không yên nữa. Giáo hội Phật giáo, mặt, ba cấp trung ương
tỉnh, thành phố, quận họp liên tục để xóa cái chùa này. Giờ ai có lên mạng phải không? Người ta nó có nhiều ông, làm nhiều ông thầy với mấy ông, tôi không nói ai, chùa giống đám đất, không đá lúc nào có đá. Mà tới nay sao 2 năm không đá nổi. Rồi mới vừa tôi, mới vừa rồi cái vấn đề mà, vấn đề mà giáo hội Phật giáo huyện Đức Hòa đó yêu cầu phòng độ vụ kêu vô trụ trì. Bữa tôi sẽ mời đến trụ trì chùa này. Nhưng mà dám không? Dám trụ trì không? Thứ nhất, muốn trụ trì cái chùa này có 3 cái bằng. Một là bằng tổ sư thiền, 2 tiền tông sư hoặc 3 tiền tông gia vô đây. Tôi giao cho trụ trì cái chùa này. Nhưng mà nên nhớ là tôi là chủ chùa. Ông trụ trì là cái gì? Trụ ở giữ chùa cho tôi là sai cái gì phải làm cái đấy. Ở trong này thôi, không có cho ra ngoài. Muốn ở bao nhiêu ở, tôi không muốn, vô muốn trụ tôi cho ở ở đây. Vô 8 giờ sáng tôi đóng cửa, chiều Chủ nhật tôi đóng cho tới sáng thứ bảy, sáng Chủ nhật tôi mở ra, ở trong này trụ, muốn làm gì làm. Đó, tôi sẽ gửi giáo hội là muốn trụ trì tôi cho, mời. Rồi đây là 210 thước vuông trong này tôi đóng cửa hết. Rồi muốn trụ gì trụ ở đây là đúng một tuần lễ. Sáng Chủ nhật 8 giờ tôi mở cửa tôi truyền thiền, 3 giờ tôi đóng lợi. Ha, rồi ông ra ngoài ông xả hơi cho được rồi vô tiếp. Đó, tôi chủ chùa mà. Muốn trụ tôi vô tôi cho trụ. Ha, đó, nhưng mà trụ phải có 3 cái bằng này, một trong 3 này, tổ sư thiền, thiền sư và thiền tông gia. Phật gia không được. Phật gia không đủ tư cách. Tôi sẽ viết cái thơ tôi mời ông luôn. Đó, bây giờ bởi vì mà vừa rồi đó từ thứ năm rồi xã mà với huyện bảo là nhận cho trụ trì tôi mời, nhưng mà muốn trụ trì thì phải anh có tư cách, có năng lực chứ. Ở đây hiện giờ 7.000 Phật tử, tôi đã Phật tử Tiền Tông, tôi đã cấp giấy 1.500 Phật gia, 100 Phật gia, búa rìu dư lượng mấy ông này. Ông lại ông hỏi ông trụ trì nổi thì vô đây tôi mời, còn nếu phải làm thinh đi chùa vật lý cúng chùa này tôi hoàn toàn, nãy tôi báo cáo là không có 6 cái, không có lạy Phật mà không có đốt nhang, không có cầu ai, không có tụng kinh gõ mõ, làm gì đóng cửa được, có cần ai giữ chùa đâu. Tôi chỉ đóng cửa tôi khóa ở trong này đúng 7 ngày tôi về tôi quét có vậy thôi, còn trụ lỡ giữ thì vô, muốn giữ tôi cho vô giữ. Bây giờ đây tài sản của tôi mà làm gì có chuyện nữa. Tài sản của tôi đứng tôi cắt ra, tôi có xin ai đồng nào đâu. Mà giờ rồi trụ trì là ở giữ chùa, mà giữ chùa vật lý cúng tụng cầu xin, mà đây tôi đâu có làm cái chuyện đó đâu. Mà rồi mặc nhờ chánh quyền đấy chứ, nhờ chánh quyền can thiệp vô để trụ trì đấy, tôi nó khỏi cần, muốn đúng tiêu chuẩn này khỏi, chánh quyền khỏi cần thiệp vô đây tôi mời trụ trì 210 thước vuông này ở đây ăn ở làm gì làm. Rồi đúng từ sau tôi lên tôi mở máy tôi xịt tôi rửa lại. Ông ở trên này ông muốn làm gì làm. Rồi hỏi tiếp đi. Người theo thiền tông mà hại lẫn nhau thì có bị đi vào hầm 10 tỷ năm hay không? Không, ở đâu không được, không thôi. 10 tỷ năm ở đây là nói về nhân quả thôi. Người thiền tông sao về nhân quả thôi. 10 tỷ năm thì duy nhất tôi nói là nãy có cái ông đó gọi là triệt cái này. Có nghĩa là vô thiền tông anh em gây lộn nhau là do cái luật của cái luật nhân quả bình thường thôi. Duy nhất tôi nói là triệt phá cái thiền tông nó bị vô cái hầm 10 tỷ. Đó, mà nãy tôi nêu 4 tên đó. Bốn tên đó là có đường đi á. Còn không tin ra đây tôi chỉ cho. Tôi mở, tôi gửi tôi điểm cho thiên nhãn rồi nhìn thấy luôn á. Ra đây. Ông tin đó, tôi chỉ cho anh biết liền. Nút gan lại đây tôi chỉ. Tôi sẽ có cái cách tôi chỉ được chứ không phải không đâu. Nhưng mà đúng đối tượng tôi sẽ chỉ cho. Không tin tôi chỉ cho thấy. Không lẽ giờ tôi cả mấy chục năm nay mà tôi không hiểu cái này. Trước khi tôi làm cái này nên nhớ là 60 năm mà bây giờ tôi hiểu tới ngày nào để làm gì tôi biết. Vì thế mà chuẩn bị công bố nhật ký bao nhiêu người kéo tôi lại. Tôi nói không phải không được. Mấy chục người kéo tôi đừng cho công bố nhật ký, nói thiệt. Chứ không phải là bây giờ không lẽ giờ tôi nói chỉ thẳng mặt người cực kỳ chứ. Mà Phật gia không, thiền gia không đó. Chứ đừng có nói. Mà ta không có hiểu. Không hiểu nhiệm vụ của một người công bố nhật ký đâu. Nó mình thấy đã đi theo thiền tông mà còn sợ.
Thà là sợ đứng rung thì mình rung đi, còn mà tôi đi trước mà đứng sao rung, phụ mà kêu mọi người tôi đang đu trên cây mà còn rung rung tôi rớt xuống. Nó là rung cây giác kỹ. Đó giờ tôi công bố nó 2 năm là sao đó. Mình phải hiểu chứ, là cái lực bây giờ cái không lẽ bà Thảo mà bà đưa cái thằng nhát gan. Hồi xưa chưa công bố mà tôi nuôi 20 về về cổng ở đây. Xin lỗi quận trưởng nó mời tôi tới nuôi, tôi tỉnh bơ. Tôi nói vậy. Tôi nói bây giờ cái chùa tôi làm chủ nha. Và cái ông đó tu sĩ có giấy tu sĩ tôi vô tôi cho. Mà giấy tu sĩ ông cấp cho ai? Không lẽ ông cấp cho Việt Cộng? Ông làm tin. Cái giấy tu sĩ này cấp. Nó tôi. Không lẽ rồi ông cấp rồi ông nói ra Việt Cộng. Thế ông Việt Cộng thì ông bắt đi làm gì cái giấy tôi. Có nghĩa là người tu sĩ vô chùa tôi cho tu. Có vậy thôi. Cái ông cấp giấy rồi ông vợ nói Việt Cộng. Mà có giấy ông tôi mới nuôi, tôi mới cho ở đây. Chứ người thường không được à. Người thường muốn tu phải có giấy tu sĩ tôi mới cho vô chùa. Chùa có tôi. Ông làm thua. Ai vậy nữa mà về cộng thiệt. Ông cấp à. Ông chính nếu mà nói có lỗi đó. Ông cấp cho về cộng à. Ông cấp giấy tu sĩ cho ai đâu. Thì tôi. Ông là tu sĩ không ở nhà thì tôi vô chùa. Tôi đúng rồi. Chính ông cấp giấy rồi. Ông nói tôi. Tôi nói ông bước luôn. Ông đâu có cãi tôi được đâu. Mà ông cấp cấp gì cộng không. Chính ổng. Rồi giờ ổng nói tôi. Rồi bây giờ xin lỗi. Những cái chuyện gì xảy ra đối với tôi biết hết. Nhưng mà mục đích của tôi là gì? Công bố cái này ra để là chuẩn đạo Phật lại thôi. Để nói rõ ràng cái nào vật lý, cái nào phi vật lý. Đi đâu, tu đi đâu tôi nói hết. Từ hữu hình vô hình tôi nói hết. Tôi có nhiệm vụ vậy thôi. Chứ nếu mà tôi không biết làm sao dám ngồi đây. Ngồi đây mà nói nãy giờ chắc hỏi tôi chắc cứng hỏng rồi. Giờ hỏi tới mình. Nhờ tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình trực tiếp. Alo, xin mời cầu truyền hình trực tiếp ở ngoài Hà Nội đặt câu hỏi. Hết thì ở đây hỏi. Câu hỏi của Trương Vĩnh Hòa ở Long Xuyên hỏi: khi con thanh tịnh không suy nghĩ, nhưng mà không biết tại sao có những tiếng động dầu lớn hay nhỏ cũng phản phất bên tai, làm thân con bị rùng mình, thường xuyên bị như vậy, không biết tại sao ạ. Hồi xưa đó nó lưu vô rồi. Bởi vậy tu thiền tông cái câu này hỏi không có đúng. Thế giới này là cái thế giới dù con người của mình nó cũng là suy nghĩ thôi. Mình không có nghĩa là tu thiền tông để biết rằng thế giới vô hình ngày xưa mình đã đưa vô rồi, cái tàng thức mình đã chứa rồi, thiền tông vô thì nó động, nó động theo vật lý, cho nên thường kệ bỏ nó đi. Bây giờ tu thiền tông mình phải căn bản mình hiểu thế này nè. Hồi xưa mình không biết rồi đi lại đi lục, bây giờ nó đã vô rồi, lại là nó vô rồi, thì thiền tông vô nó nhẹ thì cái ông ở đó nó nhúc nhích thôi, có mạnh thì nó chạy ra. Kể nó cái chuyện bình thường rồi từ từ nó hết. Bây giờ thiền tông không làm nữa, không đi cầu cúng lại lục nữa. Chỗ miễu là cô hồn nó đừng có vô nữa. Có vô chơi thôi. Bởi vì cô hồn mình đốt cái nhang, mình xá mình lại là nó vô rồi. Mình hiểu vậy để chi? Bây giờ thứ nhất hồi đó là tạo phước đức thôi, cái số tiền đó để tạo công đức. Đừng tạo nữa. Còn muốn tạo phước đức thì muốn làm giàu thì tạo, ai không ai rầy. Còn muốn về phải tạo công đức. Nó không còn làm khi thiền tông đã ra đời rồi. Theo thiền tông là những cái kia dẹp hết đi. Ví dụ bây giờ mình có nhà lo nhà, còn đi cầu xin ai nữa, chùa nào linh tinh kể đó. Bây giờ thí dụ tới nghe nói cái chùa đó hay, mình làm coi có giải giác ngộ giải thoát không. Có thì nghe, không có là thôi. Chứ đừng có làm cái gì hết. Có nghĩa thiền tông bây giờ rảnh rang rồi. Mình cũng không có mong mỏi gì nữa hết đó. Còn thứ nhất tới chùa vật lý thì cũng đừng nói cái này.
nói đây nó phản, nó đập mình, gặp mấy ông quản lý chùa vật lý đập mình chết luôn á. Mình hiểu mình không có làm nữa. Hồi xưa nghe đâu linh, bây giờ chưa thiền tông mà chưa ra đời, nghe đâu cũng phải linh, bắt buộc phải đi lên, lên gì thì phải rút cái nhang lại. Là ai thế giới này thần người ngạ quỷ thì chỉ có ngạ quỷ linh thôi, chứ ông thần đâu có làm chuyện này. Nếu ông thần có làm thì ở đình á, mà ông có đình nào linh đâu ha. Tất cả cơ sở, các cơ sở tín ngưỡng ở đây hoàn toàn là thánh hết. Mình giờ mình không chơi với thánh thì mình chơi mình thôi. Nên hiểu vậy thì nậu bao nhiêu đó đỡ bao nhiêu tiền rồi nha. Rồi mà tôi thấy là hàng năm mới là 10 cánh chùa bao nhiêu 10 cánh chùa, cái chùa linh mới đi, chùa không linh ai đi. Rồi sao bây giờ bị phát hiện rồi thôi đừng đi. Thấy cái chùa lớn quá thì lưu vô coi đẹp coi thôi, coi đẹp xấu thôi. Đó, ở giờ đã ta chỉ khi mà Hiền Tông ra đời rồi mình không có tiếc tốn tiền tầm bậy. Chứ nhất trời đó có nhiều, tôi nói thiệt thôi, có nhiều ông bỏ mấy tỷ đi cúng cái chùa đó mà nó cúng không có chùa cúng. Nếu cúng cái chùa mà giáng sanh thì còn đỡ chứ. Trên đời này chưa có cái chùa giải thoát lần thứ hai, mà chùa giải thoát lần thứ hai cúng ta không lấy đâu, bởi vì ta hiểu. Cho nên nhớ là tất cả chùa lớn cỡ nào giáng sanh là hết ga rồi, mà đa số 99% chùa thánh linh hết. Tất cả càng lúng, bây giờ tôi nói chùa Bà Vàng càng lớn thì càng linh đó. Vừa rồi mới càng linh đó, nên mới có cái phản ứng đó, phản ứng khoa học á. Chứ nếu không lớn thì sao linh, linh ta mới vô. Mà giờ vô phát hiện ra sao đây, giờ ai cũng biết rồi, mình sao mình bỏ tiền bỏ của đã rồi, bây giờ sao đây? Có nhiều người bỏ mấy tỷ vô rồi sao đây? Mà bỏ không phải mà bỏ vô mấy tỷ mà tạo cái ác đức rồi khúc đó nào sao? Tưởng các chùa lên trời ai về vậy, các chùa đi xuống hầm. Bỏ mấy tỷ vậy rồi các chùa xuống hầm rồi sao đây? Thiền tông ta nói để ta cứu mình ra thôi, chứ không phải ta ghét bỏ mình đâu. Chứ đâu phải ta nói rất rõ ràng mà. Bây giờ anh bỏ các cái chùa cúng rồi, anh càng cúng càng lớn, anh các càng đưa càng nhiều thì anh càng đi xuống với người ta. Giống như người ta đinh đá mà anh lại anh phụ đinh vậy đó. Thì sao? Nó cuốn anh luôn chứ sao giờ? Anh làm sao anh chạy thoát quy cái luật này? Có nghĩa là Thiền Tông ra đời ta nói anh muốn cúng thì cúng, chứ không phải không ngoài rầy. Cúng giảng sanh thì cúng cái chùa tịnh độ á. Còn cái chùa cúng á, nó không phải tịnh độ mà thuộc về chùa cúng. Chùa cúng này là hồi xưa mấy ông thầy Pháp, ông phụ trách. Ngày xưa đó thì ông thầy Pháp, ông có cái nhà thầy Pháp cúng tụng. Rồi bây giờ là thấy dễ ăn quá, nó biến tướng nó đưa vô cái chùa. Chứ sự thật thầy Pháp ngày xưa là có cái nhà thôi, gọi là nhà ta gọi là nhà tổ á, mấy ông tụ này kia nọ đó. Đây là cái lịch sử rõ ràng, chứ không phải cái chùa là người ta tu thôi. Ngày xưa người ta chỉ tu thiền hoặc là ta tụng kinh thôi. Mức còn cái chùa mà Thiền Tông ở miền Bắc, tất cả các chùa lớn miền Bắc nó tu Thiền Tông hết. Nhưng mà sau này giờ khi mà trước giải phóng á, thì vì chiến tranh người ta bỏ hết cái Thiền Tông, nó thất lạc đi. Khi bởi vì tại sao mà ông Trần Nhân Tông á, ông tiếp nhận là khôi phục miền Bắc hoàn toàn Thiền Tông hết. Bọn ông vua tu Thiền Tông mà. Thành ra rất nhiều người nó có di tích nó còn. Rồi sau này không biết. Rồi cái nó lạc đi. Vì thế mà nó có cái chuyện hô thần nhập tự. Nó đổi chùa thành chùa thần. Chùa Phật thành chùa thần. Rồi chùa thần riết nó thành cái chùa thánh. Nó tạc lách. Rồi bây giờ Thiền Tông ra đời để chuẩn lễ thôi. Nói nghe thôi chứ giờ nói sao? Ông Phật bảo là tới này công bố ra rồi phân tích cho ta nghe. Phân tích cho là cái này là vật lý nè, cái này nhân quả luân hồi nè, trở về Phật giới nè, sáu con luân hồi nè, tiểu thừa nó có 37 pháp đi, tiểu thừa có 37 pháp thành tựu. Anh muốn từ bi thì anh tu á, đừng có tiện nhiều cho người ta hết đi, rồi ra gốc cây ngồi từ bi. Nó đâu có chứ không phải ai không cho mình tu từ bi. À, rồi mà muốn cho nghĩa là ngồi để dẹp vọng tưởng thì cứ ngồi dẹp riết rồi nó đứt cơn máu thôi hết dẹp. Có vậy thôi, vọng tưởng của thế gian mà ngồi đó dẹp. Con người mình suy nghĩ mình không suy nghĩ riết mình nó khùng vậy thôi, thì cứ ngồi dẹp ai rầy mà ta nói cho mình hiểu thôi. Rồi thế ví dụ biết vọng không theo, vọng thì cũng như cái lượng sóng lượng gió vậy đó, nó không theo thôi, nó kéo mình riết thì giãn ra rồi mình đứt cơn máu, có vậy thôi.
37 pháp quán của tiểu thừa có thành tựu hết, chứ không phải là không có đâu. Mà tại bây giờ thiền tông ra đời sẽ giải thích bất cứ hỏi cái gì tôi nói hết rồi, hỏi cái thành quả luôn. Tại sao mấy ông đó tu già đi tu đi không nổi, là đi không ngồi dậy chọc tiểu đi, hệ thần kinh mà nó chịu không nổi. Giống như mình à, cái sức của mình yếu mà cứ tối ngày cái kéo ra kéo riết giảng gần thì mình hết giảng nữa, rồi mình trao mình liệt, có vậy thôi. Thế giới vật lý nó là vậy, chứ không có ai hơn ai đâu, nghe không? Rồi hỏi tiếp đi. Trước khi dùng cơm, con đọc bài kính nguyện chư Phật. Như vậy chỉ cần đọc một lần duy nhất hay là nhiều đọc nhiều lần về sau? Mới vô đầu thôi. Thí dụ người đó có vợ có chồng, nó thưa ba làm rễ nó ba, nay con về làm rễ ba, rồi tao nhận mày. Thưa má, nay con làm dâu má, rồi con vô đi, con vô nấu cơm. Ngày nào cũng hỏi bả với nó, mày điên nữa, nổi lần thôi. Chứ mày nó hỏi vô lần nhập gia thì tụng một lần thôi, chứ không có ngày nào thưa má con làm dâu của má, thưa ba con làm dâu làm rể của má, một lần thôi. Có nghĩa là nhập môn một lần, chứ không phải nhập môn ngày nào cũng nhập riết nó thành khùng luôn. Nghe không? Kính nguyện một lần thôi. Trong cái sách ta nói có nghĩa là vào đây bắt đầu cái thiền tông bám liền rồi thôi, giống như mình trồng cái cây tưới nước nó bám rễ thôi, chứ đừng có nhúc kéo lên rồi cắm xuống là hoài chứ chết queo luôn. Trời, hỏi tiếp đi. Mỗi khi đọc sách, khi con cảm ngộ lời của Đức Phật dạy hoặc của các vị tổ sư thiền tông, thì tức khắc mình con nổi da gà rằng mình, hoặc khóc rơi nước mắt. Như vậy những hiện tượng đó là như sao? Đó là gọi là cảm ngộ. Từ xưa chưa hiểu, chưa biết, bây giờ hiểu, cảm ngộ. Cái này nó rất quý chỗ đó đó. Nhưng mà nên nhớ là kiểu cảm ngộ xong rồi nó hạ nha, nó hạ rồi bắt đầu nó mình đi sâu, đi theo thì nó đúng. Còn không biết cái mình cho nó, mình tưởng vô một cái là nó nổi ra gà là cái ông nội kia đó, ông nội kia đi ổng đó, mày ngã qua tao thấy mày nổi nên là tao cho mày nổi tiếp, rồi coi chừng theo ổng á. Phải nguy hiểm cái chỗ này nè. Chứ đừng có tưởng đâu ngày nào tôi cũng thấy là giỏi là không, một lần thôi. Cứ một lần một, cứ cảm ngộ một lần chứ không phải. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi của Nguyễn An Nhiên ở Hàm Nghi. Một người đã hiểu rõ về thiền tông, có tâm nhưng không có tài, không có lực, thì phải làm sao để giúp người khác cũng hiểu biết như mình? Tâm tài lực này thì ta nói về xây dựng cơ sở, thấy không? Cái tâm tài lực nó áp dụng cho xây cơ sở để phổ biến, anh có cái này mới làm. Còn bây giờ á, cái tâm là cái sao? Anh giúp người ta trong sáng, ví dụ anh cho người ta mượn cuốn sách, cái tâm trong sáng. Cái tài, một là anh có tiền anh mua, không có thì cái tài đi xin, cũng có cuốn sách. Nha. Rồi anh truyền bá bằng phương tiện gì, anh có phương tiện truyền hình, thì anh truyền qua truyền hình, không có thì anh làm ơn, sách cái quyển sách đi. Nếu mà có đủ, bởi vì cái người giàu á, tạo công đức rất dễ, biết cách tạo công đức rất dễ. Ví dụ anh có truyền hình, anh cầu truyền hình, anh kêu sắm truyền hình. Bây giờ này tôi bảo, vừa rồi tôi mới nói nè, sắm truyền hình cho to đi, rồi cái cà phê cái gì đó, rồi gì ăn uống ăn nhậu cho đã đi, kêu đi, ngày nào cũng có, xin lỗi, ngày nào cũng có công đức vô, ai không vô. Cái người họ tức, họ hiếu kỳ họ vô, nhưng mà hiếu kỳ vô họ hiểu cái này. Bởi vì cái người họ ham ăn á, họ vô họ ăn cái tự nhiên họ thấy cái này, nhưng mà trước khi ăn á thì phải cho coi cái phim trước. Ví dụ người ta nó dính vô đây cái thuật mà được, cái đó là cái tài tìm công đức. Bây giờ tôi hỏi nè, ví dụ tự nhiên cái bữa nay á, mình nói bữa nay tôi có cái tiệc gì tôi đãi ngồi chơi, tôi cho coi cái này 15-20 phút, thế nào 100 người trong đó mà có một cái người mà coi cái diễn đàn hoặc là coi cái thiền tông mà ta hiểu á, chứ tưởng mình có công đức, đó là cái tài đó, tài mà cái tài chánh luôn á. Còn nếu không có thì thôi mình mua sách về để đó, thì nó cũng có nhưng mà không bằng. Bởi vì cái người mà giàu có đó, họ tạo công đức rất dễ, nếu biết tạo công đức rất dễ, mà cũng ác đức cũng rất to. Cái người có tiền là nó hai con đường mà, tạo một cái ác đức cũng dễ mà phước đức cũng dễ. Ác đức là gì? Tưởng đâu tôi có tiền tôi cho cái ông đó, ông xây cái chùa cúng cho to rồi, ông xuống theo cái ông đó ông cúng rồi đó. Giống như cái chùa nào mà cứ đem mà cứ cúng tụng cầu xin vô rồi theo vô cái chùa đó thì biết, thì nó khen á, nhưng mà hoàn toàn ác đức.
chùa Phật đâu có chuyện cúng tụng cái này, không có chuyện đó. Mình học cái này phải hiểu cho rõ. Bởi vì tôi nói là hiện giờ thời này là thời nguyên tử, cái đầu của mình là nguyên tử. Hồi thời Đức Phật là đồ đồng, ha, cái đầu cái thật cái thời cái đầu đồ đồng. Cái đầu đồ đồng người ta mới dụ người ta được, chứ còn cái đầu nguyên tử. Những nó xin lỗi mấy cái người mà trí thức ấy, biểu lại nó không lại đâu. Có không ông nào mà xin lỗi mấy ông tiến sĩ ông lừa người ta đâu. Chứ bây giờ nào ông biểu ông Nhật Từ lại không ông lại đâu, ông có bằng tiến sĩ. Nhưng mà sở dĩ ông làm bộ ông lại là chi, ông dụ mấy kia, dụ lấy tiền đó. Chứ tiến sĩ không có vụ đi lại ai đâu. Ông hiểu chứ sao ông hiểu. Ông mấy ông thầy tôi thì là mấy ông thầy giảng ông giỏi lắm. Nhưng mà ông làm để chi? Để ông lấy tiền. Ông mới bắt buộc mới lại thôi, lại để chi? Chứ giờ ông biết. Chứ không có cái chuyện ông biết ông Phật làm gì biết. Ông biết thì sao linh. Nếu không biết tại sao ông đi học bùa học ngải chi rồi ông dụ người ta. Đó, ông có cái cơ sở thì mới làm vậy. Nhưng mà nên nhớ rằng có một điều á, có một ngày nào sẽ chợt tỉnh lại. Khi mà ông bị bệnh rồi là ông chợt tỉnh đi. Khi bị bệnh rồi sẽ chợt tỉnh. Chợt tỉnh ra thì mình đã lường gạt người ta bao nhiêu rồi. Qua báo mình đã đi gần bao nhiêu đoạn đường rồi. Chuẩn bị đi vào. Tới đó không. Tới đó mà khi mà cái bộ nhớ mình nó mất một cái là do thần dẫn đi đầu thôi hết. Thúc đó ngơ ngơ ngưỡng ngưỡng rồi. Rồi sau đây không trở lại kịp đâu. Giờ Thiền Tông ta ra đời ta có bổn phận nói là cho biết rằng thế giới này nhân quả làm gì thì quả nấy. Gieo gió gặt bão, lừa người thì nhân quả có vậy thôi. Bây giờ tôi hỏi vậy chứ một năm mặc có hai cái bộ đồ thôi, ăn ngày có mấy chén cơm. Khi mà sắp đi rồi đấy, tài sản là ai đây? Tài sản để lại cho ai đây? Suy nghĩ đi. Đây tôi cho giỏi cái là một ngày, giỏi lắm là một năm mặc sáu bộ đồ đi. Nghe không? Tôi là một năm mà có mộ mặc hoài không rách, nó thiệt. Mình làm sao mình đâu ham chi cái chuyện đó. Bây giờ mình hiểu thế giới này rồi thì ông Phật bảo á, muốn trở về thì nên đúng cái công thức của nó. Chứ giờ con có, giờ con xin lỗi á, 10 ngàn lượng vàng này ngày mai chết rồi sao? Biểu đưa cũng không dám, cầm cũng không nổi nữa chứ đừng nói. Tôi thấy có nhiều người, trời ơi, hồi đó tôi quen ông Nguyễn Văn Dũng đó, là tôi kêu ổng chú ba đó, là giàu nhất cái chợ Thái Bình đó. Hồi đó là mua 4 mẫu đất ở chỗ đó, ổng người Cần Giờ ổng lên. Mà khi tôi nói ổng, lúc đó ổng 92 tuổi, tôi nói cho bác bà đừng có làm. Nó trời, tao không làm không được mày ơi. Ngồi đây lại mơ về chứ chết thôi, gục chết luôn tại chỗ. Rồi sao? Bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu tiền bạc. Mà tôi đó là nói thiệt là ổng thương tôi lắm, tôi là tôi nói không nghe. Mà biểu ổng tôi nói làm ơn thì đưa thư ký ta làm. Ông chỉ ngồi ổng điếm vàng, điếm tiền thôi, ngại vô nhiêu thôi. Ổng không chịu, cứ ngồi mò từ con số, chết gục tải bàn luôn. Nói không nghe. Nó mình biết rồi, 90 mấy tuổi rồi còn làm gì nữa. Ông ăn sao cho hết mà cũng làm. Bởi đó do cái nghiệp thôi, phải chịu thôi. Là do cái tưởng và cái tham con người. Chứ tuổi đó là ngưng được rồi. Thấy không? Đó, mình phải hiểu. Tại bởi cái thế gian là nó hút vật lý, khó thoát ra nào. Chứ đừng có tưởng là mình muốn này kia nó khó đâu. Khi nào buông tay mới hay thôi. 5 phút sau buông tay. Bởi vì tôi nhớ ngày xưa có người nói chút xíu chết mà đưa tiền cũng cầm. Đưa tiền cũng bỏ túi. Nó khổ vậy đó. Thế giới vật lý nó hút dữ lắm. Thế giới này đó. Mà thứ nhất là cái tâm linh nó hút còn dữ dội nữa. Cái tiền bạc nó hút còn dở. Mà cái thứ tâm linh nó hút, mà nó hút đến cái nỗi mà không bỏ được, mà không biết cái đó là cái gì đó. Mà thứ nhất cái tâm linh nó hút khó nhã là vật chất còn dễ nha. Tâm linh nó, anh tin được cái đó rồi hoàn toàn biểu bỏ, không bỏ. Tâm linh mà nó hút rồi chết bỏ mà. Mà bây giờ giải mã ra cái tâm linh đó là cái gì. Nãy giờ sao không dám nói, ai tin gì tin chuyện của người ta.
trái đất này, căn bản ngũ thú tập cư, năm loài sống chung. Tam giới nó có bốn bầu hoàng đạo, một bầu bảo vệ, do vậy thôi. Quy luật nó nằm ở trong này. Ai mà thiền tông mà hiểu được cái tam giới và ngũ thú tập cư, quy luật nhân quả luân hồi, học hai chữ giác ngộ thôi là xong rồi. Xin lỗi, như đó trong trọng từng xong tốt nghiệp đại học luôn á. Học như đúng một tuần tốt nghiệp đại học luôn, khỏi học gì nữa tại đây. Chứ không phải là đi tiến sĩ này tiến sĩ kia cho nó mệt. Tiến sĩ là 5-6 năm không có chuyện đó. Bởi vì ngày xưa đó Đức Phật, bởi vì thành là Đức Phật hoa dạy anh phải kiến tánh thôi. Bởi vì mất cái biểu tượng mà ông Phật đưa cái hình con voi và năm mùi đời voi là năm cái anh vật lý á, rồi cái ông đứng chắp tay sau lưng đó là cái ông đó là kiến tánh đó. Ông mở mắt á, bởi vì học Phật phải kiến tánh, còn không kiến tánh đừng học. Không học kiến tánh đừng học, mất công, mất công vô ích. Càng học đi cầu đi vào nhân quả. Bởi vì mình học rồi mình tuyên truyền mà, rồi mình nói lên nó sai cái chỗ này, mình nói lên nó sai, mình đã mình làm mà đưa cho người khác làm nữa là sao? Mình tự mình gieo cái nhân quả. Giống như mình thầy giáo mà mình không biết rồi mình đi dạy người khác nữa, mà dạy cái mê tín nữa là sao? Rồi giờ hỏi với cái chùa ở đây tiếp thâu vô 100 người 200 người để dạy cái gì? Như mấy ông tôi nói là mấy ông thầy ngồi giảng mấy ngàn người nghe với nghe cái gì? Đạo Phật giác ngộ mà không hiểu giác ngộ mà nghe cái gì? Giải thoát mà không biết đường đi mà dạy cái gì bây giờ? Thì dạy để rồi đưa người ta vào cái ngõ cụt, đưa vào cái mê tín gì đó, rồi đưa đi vào cái mông lung. Thì cái đó mình dạy người ta gì? Mình tạo ra cái nhân quả. Rồi con hỏi tiếp đi. Vị Phùng Thị Châu có hỏi một câu như sau: thưa bác, một người đạt bí mật thiền tông khi chết có nhất thiết phải tụng kinh tiễn Phật gia về Phật giới hay không? Cái tiễn này đã là nói cho người thế gian thôi, chứ sự thật là đã tôi nói rồi, chết 5 giây ta đi rồi. Còn này là để giúp cái người ở lại, yên lòng người ở lại, và đồng thời dụ cái người ở lại. Phải dụ cái này. Bởi vì nếu mà không dụ người ta không nghe. Bởi thế gian người ta thích vui, nhưng mà khi anh vô anh Phật gia rồi mà anh đã kiến tánh rồi, anh nhận được cái tánh Phật, anh trở thành một Phật nhân rồi, không cần cái này. Nhưng mà nó khó ở thế gian này. Không phải mà, bởi vì truyền thiền tại sao 100 người đó, 95 người ở lại, 5 người đi. Ở lại là cứu mấy cái người này. Mình phải có nhiệm vụ phải làm vậy thôi. Cái đó cái thế gian như mình hiểu rồi, khi nào mình giải thoát thì đã hiểu rồi. Tất cả những người hành đúng thì chắc chắn đi con đường rất thoải mái về. Mà phải cho đúng, chứ đừng có giành giật. Nếu mà có cái giành giật là coi chừng cái chỗ này. Thấy không? Thành ra cái này là mình làm tiễn Phật gia là cho người ở lại. Chứ Phật gia người ta đã đi rồi, giống như anh tiễn ra lên phi cơ rồi, người ta đi Mỹ rồi, ở đây. Ở đây thì phải cái bữa tiễn đó, cái người mà đi có biết gì không? Ta đi rồi, cái bữa tiễn ở lại cho cái người ở đây quét dọn. Cái người làm lễ là quét dọn thôi. Đó là chuyện thế gian, mình phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Rồi hả tiếp đi. Tại vì sao người ở pháp giới thứ 10 thì mới học được pháp môn thiền tông? Pháp giới thứ 10 đó là phải hiểu đây nè. Cái người đó là giống như bây giờ 10 pháp giới á, giống như người đó là trồi con mắt lên, mắt khỏi mặt nước, phải không? Thì ta mới học, ta thấy ở đây diễn tả gì nó thấy hết. Còn cái ông mà chập chờn nè, con mắt nửa dưới nửa trên á, thì ông ngó lên thì ông thấy, ông hụp xuống mất, thì ông đó hơi khó, nhưng mà ông đó còn được. Còn dưới kia nó hụp luôn, nó hụp tốt dưới mặt nước rồi, làm sao ra đây đó. Thì bây giờ thành ra tất cả những người mà có công đức rồi, cứ nó nổi lên mà nghe thiền tông nó kiến tánh liền, đấy nó thấy. Còn mấy người kia không thấy. Bởi vậy thành ra, bởi vậy thì ông Di Đà nói, nếu mà người nào kiến tánh ở cõi tịnh độ về nghe hai tiếng xong ta biết liền. Bởi vì nó rõ ràng, nó thấy rõ ràng. Còn mấy người kia nó hụp lãng làm sao? Bởi vì ta mới đánh 10 tần số cái chỗ này. Thế thôi, 10 tần số mà thứ 4, 5, 6 dưới thôi, đừng có phát không. Xuống có nghĩa là 5 trên 5.
dưới năm là âm rồi, còn ở trên kia nó còn dương một chút, nó còn có thể là nổi lên nổi xuống nữa, còn dưới kia hoàn toàn âm rồi, hoàn toàn không nhúc nhích được. Vì thế không có độ mấy người đó được. Mấy người đó mà nghe Thiền Tông là chửi, xin lỗi, giống như ông Phước Tiến đó, nghe chửi tới nát luôn. Nhật Từ mà nghe Thiền Tông là chửi nát luôn. Bây giờ ông nằm sâu quá mà, ông tu vô thì tu mà cứ ham tiền không là sao được. Tu là bỏ tiền, mà tu mà còn đi làm chuyện này chuyện kia, xem xanh bói quẻ thầy bói đám cưới vô rồi còn đi làm mà. đi còn gì nữa. Nó đi kinh doanh du lịch, nó âm quá rồi. Chứ nó thật tình, cái đó tôi nói thật nha. Chứ không phải nói xấu ổng đâu, là vì âm, ổng âm quá, ổng mới chửi. Chứ người ta đó, nếu mà tu đạo Phật mà nghe chữ giác ngộ, thật tìm coi thế nào dở giác ngộ. Ta nghe tiếng ta đi giải thoát, thế nào giải thoát. Trời ơi, chùa mình giác ngộ mà nghe giác ngộ chửi. Ta dạy giác ngộ chửi, chứ không, rồi sao? Chùa mình rõ ràng tôi chùa tôi giác ngộ mà nghe nó chạy giác ngộ chửi là sao? Nó không âm quá nữa thôi còn gì nữa, cái đó lui lực vật lý nha. Rồi hỏi tiếp đi. Trong buổi giải đáp bác có nói khi hết duyên sống chung ấm thân, thần thực thi nhân quả ném chung ấm thân của mình về cõi trời vô sắc, nhưng trong lời dặn dò về đường về Phật giới thì có ghi là chung ấm thân tự động đưa ta vào một trong 11 hành tinh cõi trời vô sắc. Nguyên tắc à. Nguyên tắc mà anh có cái phước chương đâu là nó bay lên à. Không, không ai ném à. Nhưng mà nên có một điều á, khi khoa học văn minh rồi ta mới nói được cái này. Giống như là ở dưới cái biển á, tự nhiên á mà con bóng anh thả ra nó nổi lên, nó nổi được. Nhưng mà nên nhớ rằng nó không chính xác, vì thế mà thần phải thực thi cái này. Giống như bây giờ đó, anh ở ra đây, anh nhấn nút, anh bắn cái gì đó, thì nó sẽ tới cái đó, thấy không? Nhưng mà phải bây giờ khoa học rồi, nó phải có điều khiển bằng laser. Thì cái ông này phải dẫn đường anh đi. Nó phải có, bây giờ ông thần, bây giờ nó thấy mày ở tịnh độ á. Bây giờ nếu không, ông thần, ông phóng, nếu mà cho nó bay thì cũng tới tịnh độ, nhưng mà không chắc ăn. Nó bay lạc qua bên cái trời giờ hữu sắc á. Vì thế mà ông thần phải thực thi rằng mày đến chỗ đó tao bắn đúng chi trang cho mày, tao nắm tao quăng cho mày vô cho đó. Gọi là bây giờ gọi điều khiển từ xa. Đúng ông thần ngay cái điểm nào ông là, bởi vì tại vì giống như mình có cây súng anh cứ canh để anh bắn, nó cũng về tới đó nhưng mà nó không đúng. Mà bây giờ anh phải đến cái điểm số mấy ở chỗ đó thì ông thần nào có phượng hoàng thực thi cái này. Mà bây giờ khoa học mới nói được. Thấy không? Giống như bây giờ á, bây giờ mà anh muốn tìm cái đó thì bắt đầu bây giờ khoa học mà nó phải điều khiển bằng điện tử. Anh ngồi đây nó điều khiển thôi. Bây giờ mình ở đây thì không thấy, chứ người Mỹ á, ví dụ như những cái xe mà máy cài đây nó lập trình ha, mà bên kia nó ngồi trong nhà nó lập trình, nó điều khiển từ xa, xe nó đi đúng được. Chứ còn nếu không ấy nó cũng chạy tầm bậy, nó trật đi. Mà hơn nữa đó, cái giải đáp truyền thông này nè, ở cái truyền thiệt, cái lộ trình về Phật giới này bây giờ nó cũng chưa có đi vào trong cái, nhưng mà bây giờ là người ta đã đi đúng cái quỹ đạo rồi ha, chứ đúng nguyên tắc của nó đó. Khi mà ấy tôi phải cho một cái con số để đi cho đúng thật đúng, về sau tôi sẽ nói cái chuyện này. Nhưng mà bây giờ nói đúng là đa số bây giờ lên truyền thiền trên 1000 rồi thì tất nhiên người ta sẽ chỉnh lại. Chứ hầu mới vô giống như mình mới đóng cái xe đó, nó cũng đâu hoàn chỉnh được đâu. Đóng cái xe thứ 1000 thì nó mới là người ta mới có kinh nghiệm. Mà hồi xưa ông Phật cũng nói vậy thôi, mình cứ căn cứ vào mình nói vậy thôi. Chứ bây giờ cần ngày thì ta sẽ chỉnh cái quỹ đạo của Thiền Tông lại. Vì thế mà gọi là chuẩn quá Thiền Tông. Mấy cái đầu tiên nói không hiểu, ông cũng nói tôi cũng không hiểu nữa. Thì bây giờ khi mình giống như mình mới tốt nghiệp ra thì mình làm sao bằng cái mấy cái ông ta làm cũ ha. Thành ra phải làm nó hơi trật. Rồi bây giờ từ từ mình làm mình kinh nghiệm. Vì thế mà nói là mấy người mà ta học cái nghề đó, cái nghề mà tuổi già đó, nó giỏi hơn mấy ông bác sĩ mới ra trường. Ra trường chích cũng tầm 7 tầm 7. Còn cái ông mà lâu năm rồi nó làm chính xác. Thì Thiền Tông nó cũng kinh nghiệm theo cái vật lý này thôi đó. Thành ra còn cái lời dặn dò thì cũng nghiên cứu kỹ lắm á. Bởi vì hồi trước ông viết vậy mà, thì giờ mình mới thực hiện lần đầu mình cũng chớ giới chứ không phải chứ mình tài vào.
thì mình thực hiện vài lần rồi mình thấy nó chỗ này không đúng thì mình chỉnh lại. Nhưng mà đa số thì những người trước ta đi về đúng, nhưng mà nên khi mà về rồi thì ông thần ông giúp, bởi vì phải có ông thần. Ông thần ông, ví dụ bây giờ về Phật giới, ông đồng ý ông thả rồi, nhưng mà ông thấy mình đi lừa, không phải đi đường này nè, nhờ cái ông đó đó. Bởi vì đầu tiên mà không mới đưa ra cái ông cô hồn vẫn đi đó. Rồi ông thần ông nó không được, cái này người ta dời được thì bỏ đi. Bởi nguyên tắc á, đi vào khi đi về Phật giới nó có ba cái thử thách. Tại sao? Là ông cô hồn là cái thế giới này nè, ông thần thực thi nhân quả là ông làm rất đúng, nhưng mà đi mới giống như mình ở tù mới ra cửa, cái thằng cò nó biểu đi về đường này nè, rồi sao thế, đi theo cái thằng cò rồi có ông thần ra, nó không phải đừng theo này, cái đi đường này nè, dần dần nó sẽ nó phải rõ được. Vì thế mà cái thiền tông này nó ra này 2 năm rồi chứ đâu nhỏ đâu ha. Thì đương nhiên là bằng đầu tôi cũng mù, chứ tôi giỏi gì, tôi biết nhưng mà không hiểu nó làm sao, nhưng mà tôi thấy tôi biết rồi, bắt đầu tôi mới từ từ tôi chỉnh lại, mà hiện giờ nó đúng là sự hoàn chỉnh. Vì thế mà ngày xưa không nói vị thần thực thi, không dám nói cái này, nói quy luật vật lý thôi. Bây giờ tới giờ này tôi mới nói là thần thực thi nhân quả, anh về Phật giới thì nó phải chỉ đường anh về, còn anh muốn về đi đi hưởng phước, còn ông cũng thực thi bằng cách là ông phóng đi cái bong bóng á. Thì ví dụ cái bây giờ này cái đúng nguyên tắc anh cho bóng thả nó phải bay lên, nhưng mà bay đâu, nó bay lên cái hướng đó thôi. Còn muốn chính xác thì phải do cái ông này điều khiển, ông thần điều khiển. À, muốn vô cái hành tinh nào để ông biết, mà ông nhìn thấy ông thần mà ông mới quăng vô đó. Ông là từng kinh nghiệm, ông gọi là xạ thủ á, mình nói xạ thủ là bắn súng á, ông từng bắn súng bắn đầu chúng đó. Còn mà súng tự bắn thì nó tạc lách, thấy không? Thì nó mới có cái chuyện này, thành nó có sai chỗ đó. Vì thế mà tôi mới nói là chuẩn quá thiền tông là cái chỗ này. Rồi hỏi tiếp đi. Đức Phật A Di Đà kiểm thiền bằng câu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Vị ngộ thiền thì được ngài giữ ở lại cõi Tịnh Độ, chờ đến khi pháp môn thiền tông sắp công bố ra thì ngài cho trở về thế giới loài người, nơi công bố pháp môn. Vậy điều này có làm sai lệch tuổi thọ ở nơi hành tinh đó hay không? Không, ưu tiên. Bây giờ thế này nè, ví dụ con đi du lịch lên Mỹ đi, đúng 5 năm, nhưng mà trong đó nó có cái điều lệ, điều khoản. Bây giờ anh đi hết, anh về thì đúng, nhưng mà anh về sớm không được. Bởi vì bên đó nó biến động, bên thế giới vật lý biến động, thì ông kia phải canh giúp mình, được quyền ưu tiên. Gọi là người ta ưu tiên cho người kiến tánh thôi, còn người mà mù thôi, anh lên đây anh chơi rồi anh về tự động. Ưu tiên cho người, bởi vì khi người này về sẽ được về Phật giới, có nghĩa là tốt nghiệp ở nước ngoài rồi, vô đây làm việc thì sẽ xài sử dụng cái bằng này liền. Còn anh không tốt thì anh đi đâu cũng đi, còn bằng tốt nghiệp được ưu tiên cái này. Đó, phải hiểu cái này. Chứ anh không kiến tánh thì anh không kiến tánh thì anh không được ưu tiên cái này. Giống như bây giờ xí nghiệp con tạo nhận người việc làm, thấy không? Thì nó có điều kiện sao? Anh là kêu bằng thủ khoa, tôi không cần tuyển anh, ở tôi không cần sát hạch anh. Anh thủ khoa tôi vô, anh vô làm. Còn anh đậu bình thường thôi khỏi. Đó, người ta ưu tiên cái đó đó. Nó có cái gì, nó có cái lễ. Ở trên đó người ta kiến tánh rồi thì ông này này về nghe vô liền. Chứ mà về ở trên không kiến tánh xuống đâu, không có ưu tiên cái này đâu. Thành ra giống như là mình ở đây mình đi học mà kêu bằng học, có học bổng phải đóng tiền, chứ còn không học bổng phải đóng tiền, có vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Câu hỏi của cô Tuyết ở Hà Nội hỏi: Phật tánh thì làm nhân sự sống cho muôn loài, vậy Phật tánh có làm nhân sự sống cho loài thực vật không? Loài thực vật cái gì làm nhân sự sống? Cũng tính Phật thôi. Tính tất cả sự sống. Bây giờ nói, bởi vì khoa học nói mới chứng minh rằng tất cả những gì mà sáng, dầu sáng ở trong sợi dây, trong bóng đèn cũng là điện hết. Nghe không? Nhưng mà tại vì cái nghiệp nặng quá, tất cả nghiệp nặng quá, cây cỏ này nó sự sống đó bằng tánh Phật chứ không phải, bởi vì nó là thấy nghe nói biết, nhưng mà tại nó vô thực vật á,
nó chỉ biết thôi, tánh giác thôi, nghe không không nghe được, thấy không thấy được, nói không nói được, mà nó chỉ còn có biết, nó hạn chế. Giống như cũng điện, điện mà nó vô cái xe ô tô á, thì nó có đèn, có còi, ha, có này đủ hết. Còn nó vô cái vật mà nó chỉ có chuyển động thôi, làm sao? Ví dụ cái xe ô tô nó không có đèn là sao? Làm sao nó thấy? Cũng là cái vật, nhưng mà cái xe nó không có cái đèn. Đèn giống như con mắt đi, thì có con mắt, nó phát ra con mắt. Ha. Nhưng mà cái điện nó vô với xe, ví dụ giờ xe hủ đồ mà không có gì hết á, nhưng mà nó có điện, rộng anh đụng nó giật á. Nó không cần gì hết. Có điện rộng xe anh ước có điện mà anh ước anh đụng nó giật liền, nó biết, nó đầy khắp ở trong đó. Nó cũng là sự sống bằng tất cả muôn loại đây sau sự sống bằng tánh Phật. Tánh Phật là thấy nghe nói biết, nhưng mà nó vô mất, nó mất một cái chức năng nào thì nó còn phát cái chức năng kia thôi, thì cái chất biết đó, không mất, nó chỉ mất nghe thấy nói nha, bốn thứ mà nói mất, không có miệng không nói được, thấy không thấy được, nghe không nghe được, mà nó biết. Bởi vì cái cây á, cái cây á, tại sao nó biết khoe sắc, tới buổi sáng hay là mùa này kia nó biết khoe sắc là nó biết, nó đầy đủ hết, nhưng mà nó không phát được. Giống như bởi vì giống như cái robot thì nó đủ thứ thì điện nó phát ra, con mắt cái miệng nó nói được, mà robot nó không có cái miệng thì nó không nói được, và nó không có một mắt nó không thấy được. À. Cái sự sống nó là sự sống độc tánh Phật, nhưng mà do đâu mà vô cái nghiệp, vô đây là do cái tạo cái nhân quả, nó phải chịu thôi. Còn bây giờ nói á, bởi vì khi mà khoa học của nó văn minh lên cao, nó có điện rồi, nó qua điện từ thì mới giải thích điều này. Mà điện từ nó thuộc về điện không gian, điện bàn bạc trong không gian, chứ còn điện mà ngày xưa có điện chỉ có điện sợi thôi thì không nói được này. Bây giờ gọi là bắt đầu, bởi vì hầu mới chế cái điện ra, làm sao có điện thoại. Bây giờ điện thoại, điện truyền hình, rồi gọi là điện không gian. Thì người ta đưa ra thí dụ người ta mới hiểu. Chứ hầu mới phát điện, chưa có truyền hình, chưa điện thoại, nói này thông tin. Mà bây giờ cái điện nó có gần 300 năm chứ đâu ít đâu. Mà 300 năm hồi xưa thì chỉ phát ra cho nó sáng thôi. Nó đâu có truyền hình, đâu có radio đâu. Sau cùng tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ đó, nghe radio mở, cả xóm đi nghe đó. Chứ là vô không, là vô nó phát ra trời lên cả xóm nó ngồi nó nghe, thấy không? Có vậy đó, vui lắm. Tới giờ mấy giờ cái còn nhỏ chạy đi nghe ta vô nói cái gì. Hồi xưa rồi làm gì khó chuyện đó, bây giờ thôi, giờ điện thoại bàn nó còn dục. Mỗi người có cái điện thoại, bây giờ nghe cái điện thoại bàn có ai xài nữa đâu, thấy không? Nó từ từ nó khoa học. Rồi bây giờ đó, mấy năm nay thì cái vụ cái cầu truyền hình, mà giờ truyền hình internet đúng không? Việt Nam mình mới có năm mấy nay thôi, chứ Mỹ thì năm sáu năm rồi dần dần 2 năm sau coi sao internet phải dục luôn rồi, mai mốt rồi. Bây giờ nhà nước mình ở thành phố Hồ Chí Minh là kêu bằng giao dịch rồi, mà điện tử rồi sao, mai mốt đi khỏi có sách, không có sách lòng nào hết, đi đâu cũng là cái thẻ không á, thấy không? Chứ có một cái thẻ đa chức năng. Rồi bây giờ nhà nước mình chuẩn bị bỏ cái chứng minh nhân dân, căn cước chứng minh nhân dân. Rồi bây giờ nó phản ứng sao mà chưa dám bỏ. Mấy mốt đi đâu anh có cái mã số, anh nói là xong. Con người mình sống bóc có gì, không có một lòng, không có cái gì hết, chỉ có cái điện thoại thôi, mà xài đủ thứ hết. Nó tới cái văn minh từ đó đó. Rồi bây giờ mình phải hiểu thế giới này, Thiền Tông nó ra đời, nó phải đúng vào ăn nhịp vào cái văn minh. Thiền Tông mà không văn minh không giải thích được. Bây giờ nói chuyện hầu ở đây mà nói mà bên Tây nghe ai tin, xin lỗi mấy chục năm trước ông khùng, ông nói tầm bậy bạ, bây giờ nói không? Ở đây có ai bên nước ngoài alo 5 phút thấy liền, nói người ta mới tin. Rồi bây giờ Thiền Tông ra đời nó nói rằng rất khoa học. Nha, thứ nhất bây giờ vô Thiền Tông mình nên căn cứ là ngũ thú tập cư và tam giới, anh vô cái này được, rồi ai làm gì biết đấy. Rồi bây giờ nói nội ngũ thú tập cư giải thích ra một cái, còn ai lại ai nữa không? Còn ai xin ai nữa không? Rồi cái gì sao đây? Rồi mấy kia nó dẹp hết luôn. Mà bây giờ sao? Mới vừa chút xíu mà nó bắt đầu nó muốn giết tôi rồi. Tôi qua cái tay tôi chưa chết. Chưa sao? Tôi chết là tôi qua cái tay tôi rồi. Giờ nào nó giết tôi biết liền. Tôi nói đừng có hù tôi còn sống lắm, dài lắm. Cái số tôi còn dài lắm.
Tôi phải hiểu tôi mới dám chơi cái này, chứ còn nếu ai dám kiếm người thứ hai có dám chơi cái này không? Phá cả một cái hệ thống của người ta chứ chuyện nhiều, phá cả hệ thống tâm linh của người ta chứ không phải nhỏ đâu. Bây giờ cả thế giới bây giờ bao nhiêu, cả thế giới mẹ lại chổng cu lại chết luôn. Bây giờ tôi nói kiểu này lại đó, mà tại sao dám nói? Nhưng mà tại tôi coi cái số tôi còn chưa xếp, mà hơn nữa tám mấy tuổi cũng hơn đâu được, nay chuẩn bị 82 hơn Thích Ca 2 tuổi rồi, không sao. Cũng còn tốt, ráng lại ráng 85 giết cũng không sao. Ráng 85 là xong rồi đó, muốn băm tôi lại gì làm không sao. Giờ hỏi thế vì công dụng của sự ham muốn mãnh liệt trở về Phật giới nó giúp ích như thế nào cho người lúc còn đang sống cho đến lúc lâm chung trở về Phật giới? Nói ham muốn mãnh liệt có nghĩa mình đừng có lơ là, chứ ham muốn mãnh liệt ham quá là thành khùng luôn á. Có nghĩa là kêu bằng tham mà mình ham mà không dời đổi là ham muốn mãnh liệt. Tôi quyết chí đi có vậy thôi, nhưng mà quyết chí cũng phải có tuần tự chứ, mẹ ham quá rồi đi lại tàu chưa ngừng mà anh nhảy xuống nó gãy giò anh. Phải không? Ham muốn thiệt nhưng mà nên phải dừng đúng lúc, đi đúng chỗ. Muốn đi Hà Nội thì đúng rồi, nhưng máy bay lên đóng cửa an toàn mới đi, mà chưa gì máy bay chưa dừng mà nhào vô nó cán chết luôn, xe lửa chưa dừng nó cán chết luôn. Ham muốn nhưng phải cho đúng lúc đúng thời, thì nói cho mình hiểu rằng lúc nào tôi phải đi về chứ tôi không ở đây, nói vậy. Đó là ham muốn mình liệt, nhưng phải đúng lúc chưa chết. Bây giờ muốn về cái mua thuốc uống tự dẫn thì đi xuống địa ngục luôn, chứ máy bay chưa tới rồi. Có nghĩa là ham muốn nhưng mà phải đúng lúc đúng thời, chứ không phải ham muốn liệu muốn làm gì làm. Bởi vì kỳ đầu có ông nói là tôi uống thuốc tôi chết rồi, chết xuống địa ngục luôn. Chết thì phải đúng thời đúng lúc, mình phải hiểu cái gì làm phải đúng cái nguyên tắc của nó. Rồi hỏi tiếp đi. Xin bác giải thích bốn câu kệ tả về tượng đá cho con được hiểu rõ. Đức Di Lặc ngồi trên bụng đá, thay bụi trần bám đã rồi rơi, ngắm nhìn thế sự đầy vơi, dửng dưng như một nụ cười vô duyên. Thôi cái ông Tiên ông ơi, anh Diện Đăng là có chuyện đó. Ông Tiên ông tả cảnh, nhưng Đăng là ông gì có chuyện này. Cái này là ông Tiên tả cảnh chuyện đời, nghe không? Là mấy cái ông gọi là kêu bằng có cái tâm hồn, cái tâm hồn mà chán đời đó. Không có gì. Đây là đạo tiên, trong đạo tiên nó nói. Nhưng Đăng không làm cái chuyện thơ thì kể vậy đâu, tầm bậy không ạ. Mà ông Tiên Đăng mà chỉ cái ông Thích Ca, ông nói lỡ chứ có biết mặt mũi ông đâu. Ông có để cái bài kệ nào đâu, nó Diên Đăng. Ông Thích Ca mà còn chưa để cái bài kệ, ông Thích Ca để 88 câu đó. Sưu tầm được có 88 câu của ông thôi đó. Chứ trước không biết ông để cái gì nữa. Cái gì lưu lại sách vở mình nói, biết mặt mũi ông Diên Đăng làm sao. Nói này, thơ này thơ mấy ông Tiên. Thứ nhất là ở đâu tôi biết, ở Tây Ninh đó. Tây Ninh làm này nhiều lắm, mà tôi cũng nói ai thôi. Thơ này Tây Ninh làm á. Rồi hỏi tiếp đi. Trong kinh Pháp Cú có câu: người ngu nghĩ mình ngu, ấy là người có trí. Người ngu nghĩ mình trí, ấy mới thực trí ngu. Thì muốn dạy mình như thế nào ạ? Thì cái câu này Pháp Cú nói là nếu mình người phàm mà nói mình nói mình tôi là thánh á, là phàm phu. Còn cái người mà ta hiểu ta không nói chính là người thánh. Cái câu này nó trong Pháp Cú lấy ra nó cũng trải trải thì thôi. Có nghĩa là tôi mình anh đi ra ngoài anh xưng cái này là anh phàm phu, anh xưng mình cái gì anh phàm phu. Mà cái người ta biết tự nhiên ta phát hiện mình chính là ông này ông thánh đó, ông nói. Có giống như vậy nè, ông thế gian nó thí dụ về cho dễ hiểu nè. Thằng nó dốt á, ra nó thơ không. Nó mới ô mày, xin lỗi ta thấy mày dốt quá. Còn cái ông tiến sĩ ông khi nào ông nói, nó phát hiện ông này tiến sĩ này là giỏi á, đó là vậy thôi. Bởi vì cái này là nó ngừa là mấy cái ông mà đi nói xạo, biết giác ngộ thì nói, không biết giác ngộ đi thạo xạo đi nước này nói hỏi giác ngộ gì không biết, thì ta chửi cho mấy cái ông mà gọi là kiếm chuyện, bởi vì không hiểu không biết dạy đạo, biết giác ngộ thì đi dạy, không biết đi đầu này đầu kia nói đã rồi hỏi giác ngộ gì không biết. Người ta chửi là chửi vậy, chửi văn học này gọi là chửi văn học. Rồi hỏi đi. Lục Tổ có dạy
Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Ngoài thiền trong định gọi là thiền định. Trong không loạn. Nói tầm bậy đi ngược, sợ cái câu đi ngược lại. Có nghĩa là định là nó dừng ha. Loạn là nó sai. Thì ổng nói vậy thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng ổng đâu có vợ ổng nói. Ổng chỉ người ta hỏi ổng cũng nói vậy thôi. Thấy không? Nếu mà nó định là mà nó định tự nhiên, đó là cái định của mình đó. Cái định chân như. Chân như là gì? Cái sự thấy nghe tiếng nó tự nhiên, nó thanh tịnh. Đó là định chân như. Còn bên ngồi Dũng Công đó, là cái định của phàm phu của A-la-hán đó. Ổng giải thích rõ, nhưng mà tại vì về sau này mấy cái người giải thích lại họ không hiểu. Rồi ổng dịch nó sai. Chứ lục tổ người ta kiến tánh mà không lẽ người ta nói tầm bậy. Nhưng mà cũng nên nhớ một điều, lục tổ ổng dạy cho phàm phu dạy khác. Còn dạy người, thí dụ dạy cho mấy đệ tử ổng dạy khác. Sáu đệ tử, ổng có sáu đệ tử ổng dạy mẫu công từng kiểu. Chứ không phải sáu ông dạy đúng một ông đâu. Đó, thì mình phải hiểu vậy. Giống như ở đây, thí dụ cái người mà bình thường đến hỏi tôi về thiền tông tôi nói khác. Còn mấy người Phật gia tôi nói khác, chứ không lẽ là thiền gia tôi nói khác. Chứ không phải giống như cái ông mới không biết gì hỏi thiền thì tôi cũng nói vậy, nhưng mà tôi nói chuyện không đúng. Nha, để gì dẫn người ta đi lên từ từ rồi mới chững lại. Chứ còn ở đây mà đã ta thiền gia rồi hỏi mà trả lời theo kiểu không biết làm sao. Mình phải lựa lời cứ bằng tùy từng trường hợp mà mình giúp người ta. Nó bởi vì thành ra một lời nói ra về thiền tông mà 10 người nghe nó khác, một người nghe nó khác. Một người ta hộ ngộ sâu tôi nói khác. Ngộ sâu người ta phải hiểu sâu. Giống như là mới vô nít nó học 22 là mấy thưa thầy? Thì mày nhớ 224. Còn hỏi kia nó lên hỏi chứ giờ 77 mấy thầy? Đâu có nói thầy có thằng này được. Nó phải qua tốt nhân. Rồi nói tốt chia cộng trừ rồi phân số nó khác. Hỏi phân số trả lời phân số. Cộng trừ nhân chia trả theo cộng trừ nhân chia. Chứ đâu phải theo trình độ. Chứ đâu phải ai nói giống như ai. Rồi hỏi tiếp. Đức Phật ra đời cốt cũng chỉ để dạy cho chúng sanh hiểu được về công thức giải thoát. Vậy tại sao Đức Phật không giao cho môn đồ của Ngài để công bố ra, mà lại để cho một vị cư sĩ tại gia để công bố ạ? Ngày xưa đó, nên nhớ một ngày xưa mà dưới đệ tử Đức Phật có 10 đệ tử lớn. Tại sao đưa ông Duy Ma Cật giảng ở này? Đưa cái ông cư sĩ. Suy nghĩ đi. Tại sao ông Thích Phước Tiến nói không đưa quyền ký cho ông Phước Tiến, mà sẽ đưa cho cái bà Thảo nè? Ông Phước Tiến ông nói tôi ông xưa Như Lai con mù. sao? Có nghĩa là cái chuyện này ông lựa tôi không biết. Nhưng mà bây giờ tôi không hiểu. Nhưng mà bà Thảo nói giờ má nhận má giao cho con á. Thì Hồng ơi tôi nói rõ ràng đó. Ông Thích Đức Hà đâu phải muốn giao đâu, cũng phải thử bà này mấy lần chứ được. Rồi sao? Bây giờ tôi nói thiệt, cái duyên ký này mà đưa cho mấy ông thầy là nó đốt luôn á. Cỡ nào tiến sĩ nào đốt luôn, quyền ký đem đốt liền tại chỗ. Dám không? Đưa tôi cũng dám giữ 60 năm chứ, mà xin lỗi. Đưa mấy ông thầy, ông nướng, một tháng sau ông nướng luôn, ông đốt luôn cũng thôi. Rồi giấy tờ đâu giờ còn lưu lại. Cái này ông biết ông Phật, ông nói sao tôi không biết. Nhưng mà có một điều, cái câu 92 câu. Có người tâm lớn nói giọng như là, cái người tâm lớn là cái người bệnh tim á. Cái người tim bự á, nói cái giọng này là tôi tới tìm nó cấp 3 là nghe nghiện. Tới tìm tôi đang bệnh. Thành ra nó, nếu mà tim tôi bình thường nó hù tôi chết liền à. Nhờ nó lớn á, giống như cái bong bóng thổi vô nó không sao. Tim tôi mà không lớn á tôi chết rồi đó. Nó hù dữ lắm chứ đâu phải nhỏ đâu. Mà nhờ cái tim của nó chứa rất nhiều. Nó bây giờ nó chứa thêm 5 kg nó không thôi. Chứ hồi xưa mà chứ thứ 1 kg mà nó đưa 1 kg nó bể liền. Còn nhà tới cái tim tới 5 kg nó đưa 1-2 kg không thôi đó. Hiểu không? Rồi tiếp đi. Câu hỏi của Nguyễn Thị Đông ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hỏi: người tu theo thiền tông mà khi chết người nhà phải làm đám liệm như thế nào cho đúng, và phải đắp vải gì cho đúng, hay mặc đồ gì cho đúng ạ? Để nói rồi thì có mặc gì thì cái mặc rồi đem vô lò, chứ cái đi đâu mà tốt cũng vô lò, không xấu cũng vô lò, cái gì cũng đốt hết rồi. Rồi sao mặc cái chi?
Ví dụ bà mặc đồ vest, và bà thí dụ giờ tu thiền tông thì mặc cái trang phục thiền tông thì đưa vô đồ thâu vậy đó, mặc đồ gì? Dạ, không lẽ mặc đồ đằng ri mặc đồ đằng ri đốt đốt thạnh cột luôn á. Có nghĩa là mình thiền gia thì mặc thiền gia, phật tử nó vậy thôi, trang phục gì rồi dễ dàng. Ta đã tôi nói rồi, tự nhiên á mình ngon lành thiền gia cái mặc dễ dàng vô rồi xuống thiền gì. Ông thần ông ủa sao nãy tao thấy mày thiền gia mà giờ thành mày con bò rồi sao ông quăng vô con bò chết, ông đâu có để ý mình đâu. Ủa nãy tao thấy rõ ràng thiền gia mà sao giờ nó thành con bò rồi sao? Thấy có cái gì là mà lấy thì cho hiểu, chứ đừng có cái này là cho cái tưởng. Đã người ta nói rồi, đã mang được cái thiền gia Phật gia thì chết làm cái đó, cái gì làm cái đó. Thấy không? Một bộ thôi còn dư, thôi còn dư đem cho người ta khỏi đốt, lên chiều 10 bộ nó cũng đốt luôn, mà lúc đó lấy cho nhiều còn mệt nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, câu hỏi này của một cháu tên Thành ở Cái Bè Tiền Giang hỏi. Thưa bác, lúc trước bác có nói người có công đức ít, ác đức nhiều, phước đức nhiều thì vị thần bôi đen công đức luôn cho người đó đi luân hồi. Nhưng mới đây lời dặn dò thì bác ghi công đức ít mà thấy được qua tiêu thì được về Phật giới. Thưa bác, công đức ít quá thì làm sao thấy được qua tiêu ạ? Xin bác nói rõ. Công đức ít quá thì mà làm sao thấy qua tiêu? Ông thần cũng không cho đi nữa. Có nghĩa là làm sao con mắt mình thấy đường, ông thần cho đi. Thấy ít nhưng mà thấy đường. Ít mà không thấy, quơ quơ thôi, ông bầu luôn. Nó mình hiểu vậy đó. Có nghĩa là công đức ít không đi về được. Có nghĩa là giống bây giờ ông thả mình ra đường đó. Không có cầm cái cây nha, cầm cây quơ quơ là ông. Ông kéo lại liền á. Ông thử, ông thấy mình thấy không? Hồi đó mình thí dụ mình thấy 10 thước, bây giờ thấy 5 thước ông cho đi. Có nghĩa là phải thấy đi. Còn nếu mà không thấy thôi, không xịt cho mày đi tiếp, trả lợi tiếp. Nó vậy thôi. Bây giờ tôi nói nè, cái công đức nữa này nữa kia là ông hỏi ông cho đi. Còn cái công đức ít quá đó, mà ông thấy không được thôi. Thôi không được. Giờ chót ta biểu mày tạo công đức mà không chịu, mà tạo không đủ sức. Thì thôi, giờ tiếp tục luân hồi nữa đi. Chứ làm sao thả nó được. Khi nào mà mình sử dụng tiếng buông, công đức, phước đức, ác đức bằng nhau mới buông. Còn mà nếu mà xê dịch chút thì cũng ráng, ông cũng kiểu cũng chăm chế. Giống như dớt điểm thi vậy đó. Ông dớt 9 điểm mà thấy này 8 điểm rưỡi thôi, dớt lại, dớt cho nó một cái. Chứ mà 7 điểm khỏi rớt đi, khỏi rớt. Thôi cho mình đi kỳ sau đi. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, nếu một người sắp sửa bị đọa vào hầm 10 tỷ năm, có cái điềm gì báo trước không ạ? Và người ngoài có biết không ạ? Nói đúng cái 10 tỷ năm này nó có báo, nhưng mà sao mấy ông thầy không biết. Cái 10 tỷ năm là nó báo cho mấy ông thầy thôi. Có nghĩa là ổng nhìn thấy, nhưng mà ổng có một cái là ổng không hiểu. Không hiểu tại sao tôi thấy cái đó. Giống như cái người thường mà trước khi mình chết á, thì mình thấy cái này người ta không hiểu, ta tưởng chim bao thôi. Khi nào mấy ông kia mà ông nghe mình được nói cái này thì ông thấy, ông hiểu. Mà nên nhớ rằng ông ta báo có 3 ngày thôi, làm sao đây. Ví dụ cái ông A đó, ông sống còn 10 năm nữa, rồi ai báo cho ông. Mà đợi 3 ngày mới báo, không có kịp. Mà bây giờ muốn rút lui thì phải coi trên mạng, coi cái thiền tông này thế nào. Nhưng mà nãy tôi nói mấy ông đó thì phải coi bây giờ. Ông gan thì ông không sợ ha, ông chấp nhận 2 tỷ rưỡi nữa. Tại vì trái đất này 7 tỷ rưỡi rồi, 2 tỷ rưỡi nữa thì ông chấp nhận. Chứ nếu mà ông ngát, ông nghe nói thì ông theo dõi lại coi sao. Thì ông từ chối đi, thì đâu có ai rầy ông. Thế giới nhân quả nha. Có nghĩa là trên thế giới này không có lầm đường thì ai cũng lầm. Bây giờ có người mách thì thôi mình biết thôi. Chứ nói ông Nhân này chắc là ông nói thiệt chứ không phải. Nếu giả thì lại đây hỏi ông. Ví dụ giờ ông có nói là lại đây tôi đâu buồn ông. Tôi lại đây tôi tiếp đãi tốt lắm. Nhưng mà tôi nói cho nghe thôi. Tôi có bổn phận phải nói vậy thôi. Chứ tôi không hù hù ai. Nhưng mà tôi biết. Giống như tôi đã từng đi trên đường lưu thông, tôi biết. Chỗ đó có bảng này bảng kia tôi biết. Tôi nói cho nghe còn ông tin đó.
Thế bả người ta biểu quẹo chạy 40 cây số mà ông quốc 80 nó là công ráng chịu chứ. Thấy không? Cái nguyên tắc nó vậy thôi. Còn Thiền Tông có ra đời thì người có nhiệm vụ phải nói là hết. Là vì bây giờ hiện giờ mấy người là hiện lộ mặt rồi. Lộ mặt tôi mới biết ông này chửi, ông kia chửi chứ. Rồi mấy ông không lộ mặt làm sao tôi biết. Thì tôi báo cho những người lộ mặt biết rằng quy luật nhật lý nhân quả Thiền Tông nó là vậy đó. Tôi báo cho biết chứ không phải ghét bỏ ông gì đâu. Nhưng mà tại ông không hiểu. Thiền Tông cả một cái hệ thống người ta, cả ba mươi mấy vị tổ đi mấy ngàn năm mà làm gì cũng có chuyện này. Làm sao mà tu đặt chuyện được. Tu đặt chuyện xin lỗi, tôi mời một ông không biết ra nổi vô chứ đừng có 36 ông. Thí dụ tôi đặt chuyện đi. Bây giờ tôi biết ông Phật thiền thiền, cái bài thiền nó làm sao tôi biết. Rồi biết ông nào tên gì ở đâu. Mà do ông sách để lại tôi mới viết. Bây giờ ví dụ cái tổ thứ ba, thứ tư tôi biết tên tuổi ông đâu. Người nhà ông ở đâu. Nhưng mà cái này nó nói tôi lặp lại thôi. Rồi cả cái dòng Thiền Tông nữa, rồi ông Trần Nhân Tông. Tôi có bà con dòng họ gì ông Trần Nhân Tông đâu. Nhưng mà trong sách viết sao tôi viết vậy. Nhưng mà tôi thấy hợp lý tôi mới. Mà hơn nữa nhà xuất bản cho xuất bản là ông chắc chắn là đúng. Nhà xuất bản cho xuất bản mà. Rồi cấp giấy tờ nó có mẫu hết chứ đâu phải tôi tự nhiên tôi vẽ ra cái mẫu. Làm sao ông nội tôi không biết vẽ, con rồng tôi không biết vẽ làm sao nữa. Cái là trong đó nó có thì mình copy ra thôi. Rồi có thể con rồng nó vẽ xấu thì mình sửa nó đẹp chút. Về khoa học có sửa đẹp chút vậy thôi. Chứ làm sao mà ấy được. Còn vấn đề mà nói hô nếu mà tôi mà giác ngộ mà tôi bịa ra. Thì làm sao tôi biết chữ giác ngộ là gì tôi bịa. Rồi tôi biết trên trời sao dưới đất làm sao. Thế này trong kia nói rồi tôi đọc tôi suy nghĩ tôi nghiên cứu là mấy chục năm. Rồi tôi mới có thể có đúng. Thì mới thử bắt đầu xuất bản quyển số 1 tôi thử để coi có đúng không. Có ai phản ứng gì không. Nó từ từ mới hiểu. Thì tôi nói cái này chắc đúng. Rồi bao nhiêu sách báo, bao nhiêu kinh sách rồi tôi mới coi, rồi tôi đấu chắc cái này có đúng không. Cái này ông nói trong Kinh Pháp Hoa, rồi Kinh Pháp Cú, rồi Tứ Thập gì chưa ông nói, mà tôi rà thì nó đúng y chang. Vậy thì thôi mình sẽ chắc chắn đúng rồi. Mà muốn chắc chắn thì phải gì? Phải nhà xuất bản coi nó cho không, nó cho là đúng. Nhà xuất bản ta khôn chứ không lẽ ta dạy. Tôi viết ra vậy rồi không lẽ nó trật rồi nó cho. Lão mà xin lão tôi nói. Thế cái người không biết viết chừng trang nó cũng trật. Chứ đừng có nói chứ giác mấy trăm trang làm sao nó đúng. Đi theo cái quy luật của nó được. Mình thì cũng may mắn như sao rồi không biết. Thì mới giao tôi lo cái này thôi. Chứ sự thật á, hầu mới tôi cũng lo lắm. Là không biết là mình có đi nổi không. Giống như mình một cái đường, có một hành trình rất dài. Mấy chục năm không phải đâu. Từ khi mà viết sách cho đến công bố quyền ký là 11 năm. Rồi cái ngày công bố không phải dễ đâu. Mình về đứng tại sao? Bao nhiêu ông thầy mà dám đứng công bố cái tinh hoa nhân loại ra. Nó không phải dễ đâu. Nhưng mà thôi giờ nó qua thì cũng ấy. Nhưng mà tôi thấy tôi cũng nhẹ nhõm. Chứ không mà xin lỗi. Cái bữa mà công bố mà tôi nói thiệt. Bà còn 5 phút nữa điện thoại cấm không cho công bố đi. Nói thiệt 5 phút sau mà tay đầy nhấp luôn. Công an này quá trời đó. Trong đó là VTV rồi Đài Tiếng Nói rồi báo chí mấy chục người, mấy cả ngàn người ở đây. Mà ra lệnh ngưng đó. Mà tôi sao tới đó tôi cũng tỉnh bơ. Chứ cái bữa đó mà bao nhiêu người nắm tôi kéo lại ra. Mà Hà Nội cũng vậy. Mà tôi nói thôi lỡ cho cái bữa đó đó. Nếu mà bây giờ tôi cái bài diễn văn tôi viết hai cái bài. Một cái bài là tôi cho công bố thiệt. Cái bài không cho. Tôi sẽ rút cái bài diễn văn không cho. Tôi viết hết. Tôi biết sẵn hết. Trước đó ba nó áp lực ghê lắm. Áp lực từ trung ương đến địa phương chứ không phải đâu. Bao nhiêu giáo hội họp bao nhiêu người đây. Cái đâu phải nhỏ đâu. Mình nó quan trọng bởi vì sau cùng nó ra một công văn cấm khủng khiếp. Mà nãy cái công văn tôi còn dám nói. Cái công văn đó nó đúng là tôi nói về cái hiến pháp. Hoặc cái hiến chương tôi nói rất mạnh. Nhưng mà tôi hồi nãy tôi nói nhỏ thôi. Tôi không nói nhiều. Chứ không phải tôi phân tích cái hiến trường này. Bởi vì và tại sao giáo hội nó áp dụng hiến trường nó ép tôi dữ vậy. Mà cái này có gì đâu mà ấy đâu. Mà tôi nói bằng sự thật. Sách vở nhà xuất bản cho xuất bản đàng hoàng. Rồi chính quyền cho đàng hoàng, ba cấp đàng hoàng. Mà đi qua cái hệ thống đàng hoàng tôi mấy tháng trời chứ đâu phải. Tôi theo dõi. Nhưng mà khi công bố rồi tôi cũng rất mừng. Nói thiệt là tôi về tôi ngủ mới nổi. Mấy bữa trước tôi ngủ cũng không nổi nữa. Ngủ nó ôm nhách luôn đó.
nó thiệt là suốt ngày con bốn mình kia tôi ốm nhách luôn, lo vậy đó chứ không phải ấy đâu. Bây giờ còn ráng mập mập chút cho xin đâu đó, mà tôi đi gió một thổi luôn á, cho thổi cũng bay luôn á chứ mình. Giờ hỏi tiếp đi. Thưa bác, Lục Tổ có nói Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, vì sao lại như vậy à thưa bác? Thì ông nói Phật pháp ở thế gian bất ly thế gian giác, không thể ngoài thế gian mà giác được. Anh học cái vật lý này phải học thế gian chứ không phải học ngoài ngoài thế gian. Ông nói là Phật giác tại thế gian bất ly thế gian giác, không thể ngoài thế gian mà giác được. Chữ giác là chữ hiểu, cái gì ở tại đây học ở đây thì phải hiểu ở đây chứ. Có nghĩa là ông đừng có tưởng trên trời á, ông đừng có diễn trên trời hiện tại nè. Anh muốn hiểu về hiện tại nè, chứ đừng có nói chuyện mơ mộng trên trời. Nói vậy thôi chứ đâu có gì là la. Ông giải cũng thực tế lắm. Ông nói cái gì ngoài ta tìm Phật ắt theo ta, có vậy thôi. Ngoài mình Phật ở trong mình á, mà không tìm thôi, mà tìm ông Phật ngoài là tà đó. Thì ông có nói gì ông nói rõ không? Giờ ông lại Phật cũng tà, mà ông lại ông trời ông đất gì cũng tà hết đó. Ông nói rõ ra vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, hơn 700 năm bí mật truyền đi dòng thiền, hôm nay mới tới Long An. Vậy giáo lý và quyền ký được gìn giữ và lưu truyền như thế nào? Xin bác cho biết ạ. Đã tôi nói trong không gian á, tôi muốn lấy ra, tôi lấy 5 phút ra tôi lấy. Tôi không có tân tủ đâu. Đó, giờ ai ấy ra. Tôi lấy từ không gian ra. Mà Thảo mà đưa tôi rồi bỏ quăng, tao giao cho mày là. Rồi, tới ngày đó mày lấy ra. Thôi vậy thôi. Thấy không? Rồi sao? Ai tìm được? Bây giờ ngày mai trình viện cái giáo lý, tôi 5 phút sau tôi lấy ra. Không có tôi lấy lại. Giờ khoa học mà. Bây giờ cái diễn đàn 14 của cô Bình giờ đâu để không gian chứ đâu. Muốn lấy bấm nắp lấy ra liền 5 phút. Có vậy thôi, cái gì đâu. Chứ giờ có diễn đàn đâu. Muốn không? Bấm số lấy ra 5 phút ra lấy. Tới khoa học đó, nó lấy vậy đó, lấy nền văn minh không gian là lấy vậy đó. Chứ giờ cái diễn đàn đâu kiếm đâu. Giờ nó nằm ở đây tiêu gì đó. Ở gốc cây cũng có nè. Ở trên mấy nhà, ở nhà lầu 10 tầng nó cũng có nè. Nó nền không văn minh không gian là vậy đó. Giáo lý muốn lấy không? 5 phút sau có. Nhưng mà có không có nhu cầu, chưa nhu cầu. Nhưng mà tôi lấy tôi đọc hoài à. Để tôi biết. Rồi hỏi tiếp đi. Vị Phạm Hữu Hòa ở Ninh Thuận có hỏi như sau: khi con mở máy nghe đọc lời dặn dò đường về Phật giới thì vị thần thực thi nhân quả có nghe thấy hay không? Nếu có, vị thần ấy giả hoa tiêu giống thật lừa con thì sao? Bây giờ nè, nên nhớ một điều, thần thực thi nhân quả không có làm cái này. Nhưng mà sở dĩ nói là cái ông mà lừa là cái ông thánh, chứ không phải ông thực thi. Thần thực thi nhân quả giống như là con ở tù á, và cái anh quản giáo á, anh thả con ra cửa, thấy không? Rồi giờ ta thả mày đi đó, đi ra ngoài cửa chút, cái anh kia nó, cái anh mà anh còn mồi á, ô giờ đi với tôi. Cái anh đó là anh thánh, phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ anh thần đã, ông thần là ông quản lý, mình hết hạn tù thì ông đưa ra, thả mình đã thả rồi, còn ông đâu có lừa mình nữa. Nhưng mà sở dĩ là nói để chi, nói cho nó cái chứ sự thật ông thánh ông lừa mình. Trong khám là cái ông thần giống như cán bộ giữ mình đi, ngoài khám là mấy thằng gì mấy cò lừa đảo á đó. Chứ ông thần đâu có làm, đã thả mình ra rồi ông đâu có làm chuyện đó. Nhưng mà sở dĩ nói này kia là nói mấy ông kia kìa, mấy ông thánh á. Ông thánh thì ở đây ngoài đi ra ngoài cửa khám là mấy thằng cô hồn. Thì ở đằng kia nó ra sao là mình gọi là thánh, chứ nó cái dạng ở đó. Chứ đã thả mình ra cửa rồi thôi chứ còn lừa gì nữa. Rồi hỏi tiếp đi. Nhờ tổ kỹ thuật kết nối cầu truyền hình trực tiếp. Dạ mời các vị Hà Nội đặt câu hỏi. Xin mời bác Phượng ở ngoài Hà Nội đặt câu hỏi đi ạ.
quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Một, tại sao làm vua cõi người, làm chúa cõi trời không bằng nhận ra Phật tánh của chính mình? Bây giờ vua có người thì anh cũng chết, chúa của trời anh cũng tử. Phật tánh của mình nhận ra rồi thì về Phật giới, không sanh không tử. Bởi vì ở vua, ở đây anh giàu có cỡ nào cũng 90 tuổi anh chết. Anh đã cõi trời, cõi trời là ý là muốn nói cõi trời dục giới, 1000 tuổi anh cũng chết. Thấy không? Thì cái nào cũng sanh tử hết, mà về bên kia không có sanh tử. Khi nhận Phật tánh rồi, về bên kia không sanh tử, là ai hơn ai? Đó là vậy. Đức Phật không nói vậy. Bởi vậy thành ra trong kinh Đức Phật không nói đó. Chuyện làm vua của người, làm chúa của trời, chuyện như giống người, cái người gọi là gì? Cũng như nghèo, người bần cùng nghèo khó mà thôi. Về bển sống vĩnh trường mà mang một kim thân Phật nữa. Còn ở đây xin lỗi anh mua mà anh mang làm vua, chứ anh mặc cái áo 24 tiếng anh không giặt là thú rắc nữa. Bên kia mặc toàn đồ, mặc đồ vàng, mặc kim vua, kêu bằng mặc kim thân, không có giặt. Nó, còn ở đây mặc nhục thân, ba cái áo giải này vàng chơi nó vui, ba 24 tiếng không giặt rồi, dục thúi quắc luôn á. Trên kia thì mặc, ở đây mặc một ngày, bên kia mặc 10 ngày, trên kia mặc 10 ngày mà không sai cũng dục luôn á. Thành ra tới giờ vua có người, chúa có trời chỉ được kẻ bần cùng nghèo khó mà thôi. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật khẳng định như vậy. Nghe không? Bên kia là không nhiễm, bên đây nhiễm mà. Ở đây là nhiễm tứ đại, bên kia là nhiễm điện từ. Nó cũng nhiễm hết, thế giới vật lý nó phải nhiễm hết. Thành nó so sánh vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, hiện nay có một số cụ già tu thiền tông hay một số người trẻ bệnh tật khó khăn rất khó để tạo công đức. Trên mạng con thấy một số thiền gia, Phật gia có những kênh trên YouTube hay Facebook đăng tải sách giải đáp của thầy, thu hút được rất nhiều người đăng ký theo dõi. Con muốn hỏi, nếu các cụ bỏ tiền của mình ra để mua hoặc thuê kênh của chủ sở hữu những kênh này thì các cụ có công đức không ạ? Thuê cái này ai thuê? Cái này Thiền Tông nó phát ra mà thuê gì? Thuê kinh của ai? Nếu có thuê là mấy con quảng cáo á. Còn mình ở đây có thuê, vào đây nó phát ra mình nghe thôi. Mình lấy lại mình phát cho người ta nghe thôi. Chứ cái thuê, thuê có nghĩa là mình thuê Google á thì được. Nha, thuê kinh Google. Còn tất cả cái phát trên mạng này thì ai thấy tần số mà bắt thôi, chứ có thuê gì đâu. Thấy sao? Ý là hỏi là có những Phật tử Thiền Tông dựng lên cái YouTube, họ làm riêng, rồi họ đăng lên trên mạng. Rồi bây giờ những vị này người ta có tiền, người ta muốn mua lại những cái đó để ta đăng lên. Cái đó mình khùng quá. Cái đó không, cái đó mình điên rồi. Nó phát ra mình làm thu mình share chỗ khác thôi, chứ mình thuê ai. Có nghĩa Thiền Tông Tân Diệu đưa ra rồi mình đưa lên cái mạng mình thì được. Có, với điều kiện đừng có thuê nha. Ha, thuê rồi một cái đi nó vào cái thế giới vật lý nhân quả đó. Có nghĩa là mình tốt, mình share lên thì tạo công đức cho nhiều. Chứ đừng có chuyện mà vụ thuê qua thuê lợi rồi nó chuyên, nó qua một cái thương mại đó là nó thế giới vật lý nó giật chết luôn á. Đừng có làm cái chuyện đó. Đã giải thoát rồi mà còn lương lẹo nữa. Giải thoát mà. Thấy không? Đừng, tuyệt đối không có thuê. Cứ vô thiền tông.com, xe cái kiểu gì cũng được, muốn xe bao nhiêu tầng cũng được. Chứ giờ tự nhiên thuê cái gì phát lên mạng rồi tôi nắm lại, tôi lấy tôi nghe rồi tôi đưa cho người khác nghe đó. Nếu mà nói vô thuê coi chừng dính vô một mít là thua đó, nó quấn hết cái đường đi á. Nghe không? Đừng có thuê. Tự nhiên chuyện người ta cho không mà không chịu lấy đi thuê. Rồi hỏi tiếp đi. Nặng nề.
Bây giờ tôi nói nghe nè, bây giờ anh đi bộ á, anh nhắm mắt đi té cái sưng mũi thôi, gọi là chạy xe hơi sao? Chạy xe hơi mà anh đụng sao? 10 cây nó đụng theo 10 cây, 100 cây đụng sao? Mà thiền tông nó không phải dưới đất 100 cây đâu, mà nó bay trên trời á. Rồi sao? Trật sao? Nó rớt xuống sao? Tan thay mất mạng không? Nó phải hiểu cái thế giới này, bởi vì nó đi ngoài thế giới vật lý mà. Nó đi trên đây, bởi vì thiền tông gọi là đi đường chim. Con chim rớt xuống chết. Mình nói đi con chim thì không ấy, đi máy bay cho nó dễ. Máy bay rớt thì có thằng nào sống không? Xe hơi đụng thì còn sống. Đi bộ đụng thì chắc ăn là té thôi. Nó nguy hiểm là nguy hiểm vô đó đó. Bởi vì chơi cái tần số này là tần số rất cao. Giống như ở nhà xài điện 220, nó giật thì cũng còn nằm đó đi. Quất 500 kV, nó giật cái queo đâu luôn á. Thiền tông phải cho kỹ cái chỗ này. Muốn tu thiền tông học cho kỹ, đừng có lơ mơ. Vì thiền tông nó có cái hầm 10, nó có cái hầm 10 tỷ á. Nó lúng xuống hầm 19, 18 nó qua 19 là thua luôn á. Thiền tông ghê lắm chứ không phải nhỏ đâu. Không, bởi vậy nó thiền tông đi tu thiền tông bằng điểu đạo, bằng đường của con chim, chứ không phải đường bộ. Thành ra tất cả những gì á, mình phải cho kỹ thật kỹ. Cái gì không ấy phải từ từ chứ đừng có vội quá. Mấy người vội quá giống như anh đi bộ, anh có vội nó đụng không sao, mà anh đi xe hơi mà anh vội nó đụng là thua luôn á. Thấy không? Rồi hỏi đi. Tiếp theo là làm thiền tông với ý trong sáng là như thế nào? Lặp lại. Làm thiền tông với ý trong sáng là như thế nào? Sáng thì mình đừng có vụ lợi, đừng có mánh mung, có nghĩa là mình làm trong sáng, đừng có mánh mung, đừng có vụ lợi, đừng có gì cái thiền tông, đừng có gì mà tiền tài danh lợi mà tu thiền tông, tiền tài danh lợi tu thiền tông coi chừng. Có nghĩa là mình làm rất, bây giờ giống như anh đi làm từ thiện á, nha, sẵn là làm thôi, chứ đừng nói làm từ thiện để tu lợi này lợi kia là anh chết á. Anh làm mà có cái tính cách vụ lợi thì coi chừng, nó quật chết liền. Thiền tông nói vậy á. Bởi vì tôi nói là thiền tông giống như con dao không có cán đó, anh cầm sao, anh làm sao đựng đứt tay thôi. Còn nếu mà thiền tông á, mà có cái cán thì không nói, mà cái thiền tông nó con dao không cán, mà anh tìm cách cầm làm sao đựng đứt tay. Trong sáng là cái chỗ đó đó, có nghĩa là anh tổ chức bất cái gì, đừng có tưởng tổ chức để bữa nay tôi thu bao nhiêu tiền, không có, đừng có làm đó. Nếu mà ra vậy thì thôi qua vật lý thôi, chứ thiền tông mà tập hợp để mà kiếm tiền thì coi chừng. Đó, trong sáng là chỗ đó đó. Đừng từ cái tư tưởng và từ cái vật chất không hoàn toàn không có dính vô, gọi là tâm sáng. Trong sáng là trong sáng chỗ đó đó. Rồi hỏi đi. Tiếp theo, người lớn tuổi không kịp tạo công đức, muốn phát nguyện quay trở lại làm người để gặp pháp môn thiền tông thì phải phát nguyện như thế nào ạ? Thì bây giờ nói tôi không muốn về Phật giới hay muốn đi đâu á, tôi muốn ấy, thì nhưng mà nên nhớ là muốn phát nguyện cái thiền tông này phải đợi cái thiền tông 10.000 năm nó ra đời. Chứ bây giờ nó còn lưu hành á, thì bây giờ nó đang lưu hành thì tôi nói là 100 năm, mà giờ nó mới có 2 năm. Chết không đủ trả lời được á. À, chứ còn nó qua rồi đừng có phát nguyện. Thôi có nhiêu chạy về nhiêu đi. Bởi vì 10.000 năm nữa biết chừng nào, rồi biết có trả lời không, đủ điều kiện cái gì. Này nó khó lắm, thà qua bển nhà làm nhỏ cũng được, nhưng mà đều chắc ăn. Giống như mình về nhà lên bờ đi, à, còn ở dưới thôi đừng có mong. Mình về bên Phật giới vẫn tạo công đức được. Có nghĩa là mình nhỏ phân thân đi để mà phân thân trong cái tam giới này mà, nếu có chỗ nào mà đang phổ biến thiền tông thì mình khiến người ta một Phật được có được quyền làm này, về bển tạo công đức sướng hơn bên đây. Sướng bên đây là nó, bên đây là bị vật chất nó nhiễm thành nó khó tạo lắm, còn bên kia về Phật giới dễ. Người ta di hành tiểu thiên thế giới một tiếng, rồi mình đi 2 tiếng cũng không sao. Mình nhỏ đi nó chậm hơn chút thôi, nhưng mà về bên đó an toàn hơn, mang kim thân Phật tốt hơn. Ở đây mang thân người nguy hiểm lắm, mang thân người bị cái tánh người nó suối làm tầm bậy tầm bạ,
nghe không? Thì cố gắng. Nếu ở đây mà có điều kiện về thì cứ về đi, rồi về bển rồi tính. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là thực vật mà chết thì tánh giác đi về đâu ạ? Thực vật á, tùy theo cái cây nó to nó trả lời làm người á. Còn thực vật nhỏ nó phải đầu thai vào cái cây khác. Có nghĩa là cái cây mà anh tu, anh ở trong cái cây mà thành hồn cây rồi trở lại làm người mới được. Còn cây mà chưa thành hồn cây không được, không. Nó kêu nhân quả nó không trả lại nữa. Tất cả cây thành hồn cây thì trở lại làm người được, dòng tộc được. Hết nhân quả. Khi mà cây nó hết rồi, nhân quả nó mới trở có hồn cây được. Thì hồn nó mới trở về đây, nó mới hiểu. Chứ mà còn nó còn cái tánh giác không được. Tánh giác nó vẫn luân hồi tiếp ở trong cái thế giới của nó. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo, muốn pháp môn thiền tông được tồn tại lâu thì phải làm như thế nào ạ? Thôi cái này để ông Phật lo đi. Mình lo đi mình đi. Cái đó là cái nhân quả do ông Phật ông sắp đặt. Tồn tại không, ông Thích Ca này tại sao ông thành lập cái này mà ông phải đi tới cái nước Văn Lan mấy chục năm trước. Ông sắp xếp rồi, mình giờ cái lo thôi. Mình giờ có đói ăn, mệt ngủ. Còn cái chuyện mà dòng tiền nó đi đâu kệ ông. Để ông Thích Ca ông làm, ông lo. Ông bây giờ còn nhiệm vụ theo dõi cái này nè. Thấy không? Đừng có lo. Mình lo này hơi quá. Mình chưa làm cán bộ mà lo chuyện nhà nước. Đừng có làm. Rồi hỏi tiếp đi. Tiếp theo là bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài. Xưa nay không một vật, không một vết bùn nhơ. Ý nghĩa bốn câu kệ trên là như thế nào ạ? Đó là tả tánh Phật. Cái đó là tả tánh Phật thôi. Bản lai vô nhất vật, trước đây nó không phải một cái vật, nghe không? Cái đó là tả tánh Phật. Rồi hãy tế vi chuẩn bị tiếp hết giờ á. Phật cầm cành hoa sen đưa lên, ngài Maha Ca Diếp mỉm miệng cười là có ý nghĩa như thế nào? Thì ông thấy mà thấy bằng tánh thấy thanh tịnh là ông ngộ. Mấy ông kia thấy bằng tánh người nó không ngộ đó. Ma Ca Diếp là thấy bằng tánh thấy thanh tịnh sẽ ngộ, còn ông kia thấy bằng tánh người tánh chấp nó không có ngộ. Vậy thôi, 1250 người có một ông ngộ thôi, còn mấy ông kia kêu bằng mù á. Tất cả những người 1249 người mù, có ông có ông sáng mắt là cái ông không ngủ, là giống mấy ông mù giờ voi sờ voi đó. Con ông sáng mắt có đứng giờ ông cười thôi. Vì thế mà ông đứng ông cười thì Ma Ha Diếp cũng cười. Ông kia đâu biết giờ mấy ông kia đi bây giờ, hiểu không? Giờ hỏi tiếp đi. Tiếp theo, một vị được trở về Phật giới trước 3 ngày mất, vị đó có dấu hiệu gì báo trước không? Báo trước thì đã ta nói rồi, trong cái truyền thiền ta nói đó, sáng trưng. Thấy sáng trưng là chắc chắn về đó. Thì trong cái 12 cái luân hồi và một cái trở về Phật giới thì truyền thiền nào ta cũng nói rõ, căn cứ vào cho đó đó. Rồi hỏi tiếp. Câu 11, lục tổ Huệ Năng có dạy nên nhìn lỗi mình, đừng nhìn lỗi người. Ý nghĩa của câu này tổ muốn nói lên điều gì ạ? Thì ông biểu bỏ chuyện thế gian đi, mình lo mình đi. Chuyện thế gian của ta kể ta đó, mình cứ đi lo chuyện của ta không à. Chỉ cần bỏ chuyện thế gian, những chuyện phiền não chứ màng đến chi. Chuyện của thế gian kể đó, mình lo mình. Thấy không? Có nghĩa là mình không lo mình, mà cứ đi lo chuyện người ta thôi. Kêu là thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Ông nói ngắn vậy thôi. Giờ hỏi tiếp. Câu 12, thiền tông tại sao lại chỉ có 2 con đường để đi ạ? Vô đây rồi giống như lên xe lửa đó. Một là chạy tới, hai là chạy lui thôi, chứ không chạy đường nào á. Bởi vì tất cả thế giới này, vật lý thì nó 12 con đường luân hồi, là lắp vô ngoài, giống như thế gian. Còn nếu mà anh vô về, anh tu về về phước á, thì nó có 2 đường đi. Một thì ở đây, 2 lên trời. Vô thiền tông nó cũng có vậy thôi. Một là về, 2 là đi xuống hầm á. Có nghĩa cái hầm này không phải là xuống cái hầm 10 tỷ đâu, mà nặng quá nó phải qua 10 tỷ, còn không đó, cái hầm 18 tầng đó. Nên nhớ rằng vô thiền tông rồi
nó nặng nhất xuống địa ngục á, mà nó qua nặng quá thì nó phải phá cái địa ngục, nó đi qua hầm 19, nó lọt vào cái hầm 10 tỷ, thiền tông nó nặng ở chỗ đó đó. Vì thế mà mấy người tu thiền tông phải coi chừng. Còn thí dụ ở trên này, mình tu cái người ở thế gian đó, nó 12 con đường luân hồi. Nhiều khi mình muốn đi đâu đi, mình giết con trâu thì nó vô con trâu. Hay mình làm cái gì mà nó trong 12 con đường luân hồi thì được. Còn mà đã vô rồi, ghép vô thiền tông duy nhất chỉ có một là đi xuống dưới hay đi ra ngoài. Nó không tha đâu, vô đó. Giống như bắt đầu anh lên xe lửa, một Hà Nội, hai Sài Gòn, có vậy thôi chứ không có chạy được khác. Còn mà nếu mà ở đây đi bằng tàu cũng quẹo đâu cũng quẹo, nhưng mà lên xe lửa rồi, còn lên máy bay vậy, một anh tới đích, không tới đích thì anh rớt xuống đất chứ không có chạy được. Đã lên máy bay rồi thì không có cái chuyện đường thứ ba đâu. Một anh tới cái điểm đó, không ai điểm thì rớt xuống đất. Trời hỏi đi. Câu 13, 1.000 người theo thiền tông mà chỉ có số ít được về, vậy đến khi nào loài người mới trở về Phật giới được hết ạ? Trời ơi, sao đừng có nói thì mình lo mấy người này thôi. Biết thế giới loài người biết bao nhiêu? Cái bây giờ trên đất này là 7 tỷ mấy người nè, mình còn đếm được. Còn cái trung bấm thân làm sao biết đi đó, cũng hăng hà xa số. Giống như mình ngồi trong cái phần nhỏ này mình biết đếm bao nhiêu người ha. Bây giờ hỏi cái làn sóng điện trong cái này làm sao biết đếm? Làn sóng điện không thể đếm được, mà thế giới làm sao biết? Bây giờ từ cái con ruồi, con muỗi nó trở lại nữa, rồi sao? Rồi từ con di trùng nó trở lên nữa, rồi từ thế giới đó, rồi cái này nó nhiều lắm. Thôi đừng có nói, mình lo hiện tại, đừng có lo mông lung, mình lo mình đi. Giờ từ này có ra được không? Kiến tánh đi, kiến tánh rồi sẽ thấy cái loài đó. Tất cả như này ai thấy kiến tánh, thấy hết các loài vô hình luôn. Mình cố gắng đi. Còn muốn thấy loài vô hình thì phải ngồi thiền. Rồi ông Thánh ông dẫn mình đi, rồi nữa theo ổng luôn. Bây giờ thiền tông nó ra từ đó, có dài đơn ngồi đó. Ông Phật ông nói sao trúng độc, làm ơn nhổ thuốc độc ra đi, ngồi đó tìm thuốc độc. Nó chết hồi nào cũng hay vậy. Giờ hỏi tiếp đi. Câu 14, người tu thiền tông không vi phạm vật lý, không đủ công đức để về, thì người này sẽ đi theo con đường nào ạ? Thiền tông, nếu vô thiền tông nó theo cái quy luật lân tông. Giống như người dân á, ở ngoài thì muốn đi đâu đi, mà vô công chức rồi thì em phải theo cái hệ thống công chức, theo cái nhân quả công chức. Vô quân đội phải theo hệ thống quân đội, có vậy thôi. Còn thiền tông vô chắc chắn là phải đi một, anh về không về thì anh cái tầng địa ngục á, rồi anh đi, anh mới phá vỡ từ địa ngục thì xuống cái hầm 10. Cái đường địa ngục là cái con đường nặng nhất, mà trong đó là nặng quá thì nó sẽ phá vỡ cái tầng số 18 để nó qua cái hầm 19, rồi nó lăn xuống cái hầm ranh giới. Hầm ranh giới nó gọi là cái hầm 10 tỷ. Thiền tông nó quan trọng nha. Bây giờ khi nào khi ta công bố này là ta mới chỉ cho con đường đó đi. Chứ trước không dám chỉ. Thì trước đâu có ai biết đâu chỉ. Chỉ người ta cũng không hiểu. Bây giờ để người ta đi sâu rào rồi. Giống như mình vô làm cái gì, cái nghề gì đó, thấy đấy là ta mới chỉ cái quy luật của nó. Chứ mình chưa vô người ta không dám chỉ đâu. Mình đâu biết gì đâu chỉ. Nên nhớ một điều, thiền tông là nó nguy hiểm nhất. Một, vô nổ thì vô nổ rút lui. Chứ đừng có vô làm tầm bậy là chết. Thấy không? Chứ đừng thấy ta tu thiền tông hay thì cũng mở tu thiền tông rồi coi chừng. Lem nhem cái gì đâu coi chừng. Mà nó cũng nặng nhất là cái hoa báo trong cái thiền tông này nè. Cái hoa báo nó không có nè. Nó cái hoa báo nó không có, cái thiền tông nó không có. Mà nó có cái hầm 19. Để nó lăn xuống cái hầm 10 tỷ. Thiền tông phải hiểu cái chỗ này. Hoa báo là áp dụng cho mấy cái ông thầy lừa người ta thôi. Đó, mình phải hiểu. Khi đi sâu đó thì cứ hàng tuần đi suy ngủ kiếm đây, rồi tôi nói cho nghe. Hỏi tới đâu mới tới đó chứ không nói sớm được. Chứ nói sớm rồi không hiểu, rồi nó mất công. Rồi thành tôi cũng vậy, có bổn phận hỏi tới đâu tôi nói tới đó. Chứ không có khi nào tôi mở đường trước đâu. Giống như cái chuyện mà người mù sờ voi đó, ai không biết. Mà tại sao mới có nói mới từng rồi thôi. Thấy không? Bây giờ tôi mới giải mã cái người sờ voi. Hoặc là thập một ngu đồ mới giải tỏa thằng trước thôi. Chứ trước ai không biết cái chuyện này, nhưng mà họ không hiểu cái đó là cái gì. Thì giờ tôi mới thật ra vậy. Thành ra tất cả những gì ấy cứ hàng tuần
nghiên cứu cho kỹ, hỏi tới đâu tôi nói tới đó cho nghe, rồi tôi sẽ mở ra. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 15. Các vị thần thánh muốn chuyển nhanh làm người để gặp pháp môn Thiền Tông thì phải làm như thế nào? Không được. Tuổi thọ mấy ông nào tới đâu, thứ nhất là cô hồn nó không hiểu cái này đâu, thánh nó không hiểu, nó mê bên kia đó, nó mê cái thần thông, phải đúng tuổi thọ thì nó mới hiểu, chứ còn cái nó không có chuyển được, vô cái thế giới đó không có chuyển được. Cái con người nó mới có cái tư tưởng suy nghĩ mới chuyển nha. Còn lên cõi trời 10 ngàn năm thì 10 ngàn năm thôi, chứ không có tính nữa. Mấy người ta đi du lịch mà, con có khi nào con cô đi du lịch mà một tháng về đó mà chưa có tính về, không có đâu. Mê du lịch là mê, quên không có nhớ đâu. Ở thế giới tất cả cái thế giới hưởng phước hoàn toàn không nhớ cái này, mà duy nhất chỉ ở cái trái đất này mà mấy người tu á thì mới hiểu cái này. Bữa nay tu này, bữa mai tu kia thì nó mới nhớ, nó hiểu được cái này là quý. Chứ còn nếu mà tu mà đi kiếm tiền hoàn toàn không biết được. Bây giờ mấy người tu mà kiếm tiền nghe cái này chửi liền, làm sao có chuyện mà giải thoát tại thế gian đây mà còn không thấy được. Mà duy nhất chỉ có người thế gian thì mới hiểu cái này. Chứ còn xuống làm con trâu, con bò hoặc trả nhân quả không, hoàn toàn mất hết. Còn hưởng phước còn mất hơn. Mà đừng nói chi cái người ở thế gian mà ham tiền, ham danh còn không có biết cái này thì làm sao. Mấy ông thầy mà tu một các chùa to có đời nào biết cái gì nữa. Xin lỗi, nói tới này cũng chửi liền. 100 ông các chùa to nghe Thiền Tông là chửi liền. Tôi nói thiệt. Không có ông nào ấy, ở giờ con chứng minh thực tế là có cái ông nào mà cái chùa nhỏ nhỏ thôi chứ đừng có nói to chứ. Nghe tới này cũng chửi lên. Vì thế mà ông Phật cũng phải giao tu, giao bà Thảo, và Thảo giao tu, chứ nếu mà tu còn cạo đầu chắc bà không giao đó. Hồi đó mà tôi có ý đồ, tôi cạo đầu chắc bà nói thôi, tôi cho mày đi luôn đó. Thấy không? Chỉ có cái người có tóc mà kiểu gan đó, thì gan là mới được, có tóc mà phải gan. Chứ còn nếu cắt tóc mà nhát nhát thôi chạy trốn luôn, không ai dám làm này đâu. Trời, hỏi tiếp đi. Câu 16. Không ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, không ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Hai câu kệ trên có ý nghĩa như thế nào? Thì cái lục tổ ông hồi xưa ông không hiểu cái tánh là cái gì, giờ ông phát hiện ra, ông thấy vậy. Ông nói ồ, cái tánh mình nó là thanh tịnh, đâu có gì đâu. Nó là tự nhiên thanh tịnh, tự nhiên nó biết hiểu nên ông kiến tánh, ông nhìn thấy cái chỗ này. Vì thế mà ông thần tú không hiểu, rồi ông thần tú mới giảng đủ thứ hết. Còn ông nó không khờ, nó có sáu cái này. Ông nào nó tự nhiên đầy đủ rồi thanh tịnh rồi nó biết vậy thôi. Có nghĩa là ông hiểu được cái tánh Phật là cái chân như, nó như vậy thôi. Nó không ngờ nó là như vậy. Ông không ngờ mới phát ra những cái không ngờ này. Đây gọi là một người kiến tánh. Một người đốn củi mà đã nói được cái này là ngũ tổ biết liền. Nghe không? Còn mà ông kia, nếu ông kia hoàn toàn, mà tôi xin lỗi mấy cái ông mà học cao rồi làm giáo thọ sư hoàn toàn không biết cái này. Mới tưởng đâu là cái gì mới đi học rồi. Bây giờ không biết rồi mới đi tìm học này kia để cho nó ra. Bây giờ ông kia ông nhìn thấy, ồ trời nó vậy mà đi. Mình không biết. Thì cái ông thầy trước ông biết, ông này biết rồi, ông này thấy rồi. Chứ bây giờ, nếu bây giờ mình nói vậy là mình ăn cắp ổng thôi, mình không hiểu. Người đầu tiên nói cái này biết. Nhưng mà bây giờ cái người nó ăn cắp lại thì được, với điều kiện là anh phải hiểu cái quy luật đó. Nghe phát cái này tôi hỏi ngược lại một cái, thì nói đúng là đúng. Còn nếu hỏi cái sai là không đúng. Nếu hỏi sai là ăn cắp, không đúng. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 17. Bảo Vương Tam Muội được hình thành như thế nào? Được, trong không gian này nè. Cái lửa tam muội thì nó là cái lửa của bình thường thôi chứ không phải. Nhưng mà nó đi vào trong cái viên đá mà gọi diệt thạch, nó trong cái mặt trời ấy, nó phát ra cái cường lực lên. Tất nhiên là từ 1000 độ mà lên 1000000 độ gọi là lửa tam muội, có nghĩa là cái lửa này nó cháy đốt bất cứ cái gì. Kể cả ông Phật còn không sợ đó, tánh Phật đốt còn phải sợ. Thế gian thí dụ tứ đại nó đốt không thành vấn đề nha. Mà tánh Phật còn phải sợ nữa, có nghĩa tánh Phật không chịu nổi luôn, không chết nhưng mà không chịu nổi. Và lửa tam muội có nghĩa là nó túng ra đó, nếu mà tính ra nó dơ là 3 lần 3 là 9, chứ chưa tới 10 đâu. Nó lên 9 lần, nhưng mà người ta nói là lên gấp 10 lần, để chi nó tròn con số thôi. Chứ sự thật nó tăng gấp 1 triệu lần, nó lên tới 9 lần thôi, 1 triệu nó lên tới 9 thôi.
ha, nó 3 lần 3 là 9, nó nhân lần 3 lần 3 cũng như tam giới 3 lần 3, cũng như tiểu thiên, trung thiên, đại thiên, rồi tam thiên, đại thiên thế giới, là nó nhân 3 lần nó mới đáp số con đó. Nhưng mà ta nói cho 10 cho nó dễ hiểu cái sự thật, nó là nếu mà tính là 1 triệu độ nó chưa tới, nó còn thiếu một, nó còn thiếu một con số. Ta nói cho dùng cho nó hiểu vậy thôi. Có thể nó gấp 3 lần sức nóng, 3 lần 3 chứ không phải 3 lần, 3 lần cái 3 là 9 á, rồi cộng với cái đơn vị sau cùng nó là 10. Rồi hỏi tiếp đi. Chúng con hiện tại đã hết câu hỏi, chúng con xin cảm ơn. Ừ, hết thì ngưng. Hết thì ngưng. Kính thưa quý vị, buổi giải đáp Thiền Tông buổi chiều nay ở tại chánh điện chùa Tân Diệu và ở tại đầu cầu ngoài Hà Nội đã hết câu hỏi. Thì xin cảm ơn quý vị, tất cả Phật tử ở đây đã chú ý lắng nghe và đặt câu hỏi. Xin cảm ơn và xin hẹn lại buổi khác ạ.